hai anh lính hung hãn đang lao về phía chàng trai định giết anh ta nào ngờ anh ta chỉ đứng một chỗ bật cười hai anh lính thấy thế vô cùng ngạc nhiên không ngờ tên lính tế châu này dám chạy qua đây nhưng anh ta rất bình tĩnh đáp lại tôi xin lỗi tôi không phải người trong đoàn làm phim này tôi là người của đoàn khác Tôi không cản trở mọi người đóng phim, cho hỏi máy quay ở đâu thế? Hóa ra chàng trai này là tư mã tín một diễn viên quần chúng trong đoàn làm phim, anh vẫn chưa nhận ra mình đã xuyên không về thời cổ đại, anh chỉ tưởng rằng hai anh lính phía sau diễn sâu dọa anh. Khi nhận thấy hai người phía sau vẫn muốn giết mình, tư mã tín không thể tránh được đòn tấn công của hai tên lính, lập tức ngã lăn ra đất. Vào lúc anh ta sắp mất mạng thì một tướng quân xuất hiện, không phải mượn góc quay sao, không phải đâm vào nách sao. Tướng quân thấy anh mặc đồng phục của lính Tế Châu tưởng rằng anh đang chạy thoát thân, bèn nói với anh nơi này có rất nhiều lính của giặc khăn vàng. Chủ của anh là viên thượng đã bị công tôn khang giết, hơn nữa hắn đã quy thuận Tào Tháo, khuyên anh đừng nên quay về. Tư Mã Tín nghe xong chẳng hiểu gì hết, anh lại kiểm tra hai tên lính vừa bị giết chết. Đừng đùa nữa, dậy đi. Chết thật rồi à? Tư Mã Tín có nghĩ thế nào cũng không ngờ rằng anh chỉ chạy đến hang động để tránh bị bắt, không ngờ lại vô tình xuyên về thời Tam Quốc nửa tiếng trước anh đang ở phim trường đóng phim thì nhận được điện thoại của mẹ nói rằng bạn thân nhất của anh đã tố cáo anh phạm pháp bây giờ cảnh sát đã đến phim trường để bắt anh rồi từ mã tín nghe xong vô cùng hoảng hốt anh không biết tại sao bạn lại đổ oan cho mình nhưng việc quan trọng trước mắt là làm sao không bị bắt sau đó mới có thể tìm cơ hội chứng minh bản thân trong sạch anh hoảng hốt chạy đến một hang động. Đúng lúc này gió bao ập đến, chỉ trong chốc lát bầu trời bị bao trùm một màu đen. Trong hang động đột nhiên xuất hiện một quả cầu phát sáng. Do tò mò nên Tư Mã Tín vào trong xem thử, không ngờ lại bị cuốn vào bên trong. Ngay sau đó mặt đất xuất hiện một cái lỗ lớn, Tư Mã Tín lập tức mất trọng lực rơi xuống dưới. Không biết quá bao lâu trước mắt anh đột nhiên xuất hiện ánh sáng. Đến khi anh mở mắt ra, anh đã ở trên sườn núi. Một giọng nói lúc này vang lên: Cứu, cứu tôi với! Tư Mã Tín vô cùng ngạc nhiên. Sao lại có tiếng người nhỉ? Lẽ nào mình đã rơi xuống âm tào địa phủ rồi? huynh à huynh dẫm lên người ta rồi anh là ai sao lại ở dưới chân tôi bất luận thế nào cũng cảm ơn anh nhé tôi lên trước đây khó khăn lắm mới bò lên được vách núi anh phát hiện ra bên trên có đống cây dây leo đã được chuẩn bị từ trước vậy nên anh bèn thả nó xuống vách núi cứu người bạn kia lên sau khi bò lên, anh ta liên tục dập đầu tạ ơn. Tư Mã Tín còn tưởng anh ta là diễn viên mới nói rằng chúng ta là đồng nghiệp không cần khách sáo. Tiếp đến, anh không dây dưa với chàng trai kia nữa, tiếp tục tìm đường chạy thoát thân. Kết quả nửa đường gặp hai tên lính của khăn vàng, cũng chính là cảnh tượng mở đầu video. Lúc này, anh chàng vừa được Tư Mã Tín cứu đã đuổi đến. Anh ta vốn định nhắc nhở Tư Mã Tín nơi này có rất nhiều lính của khăn vàng. Anh mặc đồ của Tế Châu sẽ rất nguy hiểm. Lúc này phía xa lại truyền đến tiếng hô hét chói tai. Tư Mã Tín leo lên núi bình tĩnh lại quan sát. Một đội quân đông như kiến đang cưỡi ngựa vội vã lên đường. Cờ dẫn đầu đội quân được viết một chữ triệu rất lớn, đây không phải là hiệu ứng chứ. Đây chẳng phải đội quân của Thường Sơn Triệu Tử Long hay sao? Từ mã Tín ngạc nhiên, Triệu Tử Long, Triệu Tử Long trong Tam Quốc á? Anh trả lời cho tôi một câu hỏi năm nay là năm nào? Anh chàng đáp, năm nay là Kiến An năm thứ 12, hiện tại là thiên hạ của Đại Hán. Từ mã Tín hét lên, tôi thực sự đã du hành thời gian quay về thời Tam Quốc rồi nhất thời tư mã tín không thể chấp nhận sự thật anh vội vàng chạy đến sườn núi khi nãy định tìm hang động đã đưa anh xuyên không đến đây nhưng sau một hồi tìm kiếm vẫn không thu được gì anh chàng lúc nãy liền đi đến khuyên anh xuống núi nếu không trời tối sẽ có rất nhiều thú dữ tư mã tín nghe thấy vậy sợ hãi nếu bây giờ không tìm được cách về hồng kông thì phải làm sao cho mình sống sót vậy nên anh bảo anh chàng kia đưa mình về nhà trên đường về nhà hai người nói chuyện với nhau tư mã tín biết được anh chàng này tên là phạm căn hôm nay anh định lên núi để hai nấm nhưng không may rơi xuống núi may mà được tư mã tín cứu vậy nên phạm căn quyết định sẽ làm trâu làm ngựa để báo đáp ân tình của tư mã tín anh chàng này xuyên không về Tam Quốc những gì được nghe thấy ở đây khiến anh cảm thấy thật khó tin. Ngay cả không khí của cổ đại cũng trong lành hơn hiện đại, hơn nữa nó còn mang một mùi thơm tự nhiên. Chưa đời anh kịp cảm thán những thứ anh sắp được thấy sẽ khiến anh mở rộng tầm mắt, chỉ thấy ở bên kia núi gấu trúc ở khắp mọi nơi. Anh ta rất ngạc nhiên. Tôi có bị hoa mắt không? Sao lại có nhiều thế? Trên mỗi ngọn núi của Kinh Châu đều có rất nhiều bạch bi, bên Ích Châu còn nhiều hơn. Mấy người gọi gấu trúc là bạch bi á? Người Hồng Kông gọi chúng là gấu trúc sao? Đúng vậy, con rất quý nữa, cả Hồng Kông chỉ có bốn con thôi. Phạm Căn không biết tại sao con vật này lại quý như thế. Trong mắt anh thì Bạch Bi là loại động vật lười nhác còn không biết cái cấy, từ mã tín không phản bác. Sau khi đến nhà của Phạm Căn, Tư Mã Tín chuẩn bị đi tắm, nhưng điều khiến anh bất ngờ là người cổ đại vô cùng cởi mở, không có bồn tắm đã đành, nơi tắm rửa cũng không có gì che chắn. Tôi sống một mình cần gì che, bây giờ là hai người, chúng ta đều là đàn ông, không cần phải ngại, tôi có thể giúp huynh trà lương. Này này, trả lưng gì chứ, tôi không cong đâu. Sau khi đuổi Phạm Căn đi, Tư Mã Tín nhìn xà phòng tắm ở trước mắt cảm thấy cạn lời. Này hai đứa kia, sao nhìn chăm chú thế? Nhìn cái gì? Đây là nơi quái quỷ gì thế, chắc chết mất. Sau khi tắm xong đến giờ ăn tối, Phạm Căn lấy ra những món ngon nhất trong nhà để tiếp đãi. Từ mã tín gắp một miếng thịt kho tàu bỏ vào trong miệng, mùi vị không tồi cũng khá ngon. Vừa không giống thịt heo cũng không giống thịt bò. Sau khi Phạm Căn nói đây là thịt bạch bi thì từ mã tín vô cùng kinh hãi. Bạch bi, các người ăn cả thịt gấu trúc á? Vậy những người Hồng Kông các huynh không ăn thịt bạch bì á? Đó là động vật quý hiếm được quốc gia bảo vệ, ăn là bị bắn đó. Sau đó anh vội vàng nhả ra rồi chỉ ngồi ăn cơm không. Trước khi đi ngủ như thường lệ anh mở điện thoại ra xem bất ngờ phát hiện nhận được tin nhắn của em gái gửi từ hiện đại anh thầm nghĩ lẽ nào tin nhắn này mình nhận được sau khi quay trở về thời tam quốc sao có khi nào lúc mình quay về tam quốc trùng hợp khi đó em gái nhắn tin cho mình vậy nên bây giờ cái điện thoại này chỉ có thể gửi tin nhắn đến số điện thoại của em gái hơn nữa chỉ có em gái mới có thể gửi tin nhắn cho mình tư mã tín vô cùng vui mừng vội vàng nói với em gái mình đã xuyên không về thời tam quốc bảo em gái giúp anh hỏi tiến sĩ tào đại vệ chuyên gia nghiên cứu về xuyên không xem ông ta có cách nào giúp anh xuyên trở về không ngày hôm sau phạm căn đưa tư mã tín đi mua đồ anh phát hiện thời tam quốc không chỉ có chuối ngay cả nho cũng vừa to vừa tươi anh lập tức muốn mua một chùm về ăn nhưng phạm căn vô cùng kinh ngạc mua một chùm á vân tín đại ca số nho này được đưa từ tây vực đến đắt lắm đó ở đây chúng tôi mua từng trái một thôi tôi có thể mua cho huynh nhiều nhất hai trái giống y như hồng kông hàng nhập khẩu rất đắt từ mã tín thấy thế đáp rằng bỏ đi không mua nữa không ăn nữa lúc này một ông nông dân đến báo cho phạm căn biết thôn trưởng triệu tập khẩn cấp tất cả những người dân trong thôn đến để họp ngoài ra thôn trưởng nhận được tin đội binh dưới trướng của lưu tông con trai của lưu biểu đứng đầu kinh châu sẽ đến canh giữ thôn bọn họ Mọi người đều biết rằng canh giữ là giả, cướp bóc là chính. Năm nay thôn được mùa, mọi người lo lắng không giữ được lương thực nên thương lượng phải đối phó như thế nào. Lúc này một người đức cao vọng trọng trong thôn đi đến, anh ta chính là Gia Cát Lượng, khổng minh xuất hiện chắc chắn có diệu kế. Ngày hôm sau, những người dân chuẩn bị sẵn thực phẩm chủ động đẩy đến trước mặt vương tướng quân. Vương tướng quân thấy vậy vô cùng hài lòng, lúc này thôn trưởng lại mời họ ra đồng hai trái cây ăn. Lúc này một binh sĩ phát hiện dưới đất có dấu vết dẫm đạp còn tìm thấy vật dụng đốt lửa vào mảnh thức ăn của quân Tào. Vương tướng quân hỏi thôn trưởng chuyện này là sao? Thôn trưởng giả vờ giải thích rằng đây là dấu vết người dân để lại lúc nghỉ ngơi, nhưng tướng quân hoàn toàn không tin. Sau một hồi do hỏi cuối cùng thôn trưởng cũng nói ra trước đây họ phát hiện dấu vết quân tàu đi tuần tra. Vừa hai lần này nghe tin vương tướng quân đem quân đến canh giữ, vậy nên họ đặc biệt chuẩn bị lương thực muốn nhờ tướng quân bảo vệ người trong thôn. Vương tướng quân vừa nghe thấy vậy liền nhát chết, anh ta nào dám đầu với quân tàu, vậy nên Vương tướng quân lập tức dẫn binh rời đi. Do đi quá vội vàng nên không kịp mang theo lương thực, cứ như vậy lương thực của người dân trong thôn không bị lấy đi mà tất cả những chuyện này đều là mưu kế của gia cát lượng. Giờ mà về năm 2012 thì những cái vòng rẻ tiền này cũng sẽ biến thành cổ vật ngàn năm. Ông chủ ta lấy hết, không chờ cái nào. Anh chàng hiện đại xuyên không về thời Tam Quốc cuối cùng anh đã làm một việc mà ai cũng muốn làm nhưng không có cơ hội để làm, anh đến chợ mua một lượng lớn vòng ngọc, chuẩn bị quay về hiện đại mở một cuộc đấu giá đồ cổ. Huynh đài, mua một thanh bảo kiếm đi, vô cùng sắc bén. Được, lấy hết. Không lâu sau tất cả những đồ vật trên đường đều bị anh mua hết một lượt, thậm chí còn mơ tưởng đến lúc mình về Hồng Kông sẽ phát tài như thế nào. Vài ngày trước Từ Ma Tín nhận được tin nhắn của em gái nói rằng vào ngày 15 tháng 8 sẽ xuất hiện hiện tượng lạ chỉ cần kịp thời đến nơi trước đó xuyên không anh sẽ có thể xuyên không trở về hồng kông sau khi đưa hết đống đồ cổ về chỗ ở tư mã tín nghĩ khó khăn lắm mới quay về cổ đại đương nhiên phải nhân cơ hội này chưa tẹt ga vậy nên anh quay trở về chợ phát hiện ra một nơi toàn là người đẹp oa wow, đẹp quá anh đi theo hai cô gái đẹp đến một quán trà phát hiện ra cô gái xinh đẹp đó là người đàn hát chính ở đây từ mã tín nhìn dáng vẻ của cô với vẻ u mê say đắm sau khi đàn hết một bài anh liền đi đến bắt chuyện vị công tử này hình như ta không quen biết người chưa giờ ta cứ tưởng rằng tiên nữ chỉ có ở trên trời không bao giờ để cho ta thấy không ngờ tiên nữ ở dưới đất cũng có người đừng nói những lời khinh miệt như thế nữa lúc này một người đàn ông trung niên đi đến ông chú à ông là ai thế tranh gái với ta à ta là phụ thân của nó, ta ghét nhất là kiểu háo sắc như người. Tư Mã Tín vội vàng giải thích mình không phải kẻ háo sắc mà là đại sư có nghiên cứu rất kỹ lưỡng về âm thuật, do lúc nãy nghe thấy tiếng đàn tuyệt diệu của nàng mới đi đến khen ngợi. Nhưng người đàn ông kia lại cho rằng Tư Mã Tín là kiểu người thô thiển không thể nào am hiểu nên âm luật, lập tức gọi quản gia đến đuổi anh đi. Không còn cách nào khác, Tư Mã Tín chỉ đành thể hiện giọng ca của mình, anh hát bài hát học được ở thời hiện đại. Hay lắm, sự thay đổi của mỗi bài hát thực sự khiến người nghe cảm thấy kinh ngạc. Ta tự thấy mình tinh thông âm luật từ xưa đến nay nhưng không có bài hát nào có thể so sánh với nó. Cứ như vậy tư má tín được người đẹp ngưỡng mộ, hai người cứ như vậy trao đổi âm luật đến khi trời tối. Cuối cùng đến ngày 15 tháng 8, buổi sáng sớm em gái đã gửi tin nhắn đến hỏi anh chuẩn bị xong chưa. Anh chuẩn bị đồ xong từ lâu rồi, em nhớ chuẩn bị cho anh một bộ đồ để anh thay. Đã nữa em cứ ở long cổ than, chờ đón ông anh trai yêu quý của em đi. Từ mã tín nghĩ đến chiều có thể quay về Hồng Kông, trở về với cuộc sống hiện đại trong lòng anh vui hơn trải hội. Gửi tin nhắn xong anh đóng gói tất cả các vật dụng có thể mang theo về hiện đại. Sau một hồi chạy tới chạy lui, anh gom được một túi lớn làm xong anh mệt gần chết. Để thưởng cho bản thân anh lén đến hồ nước nóng nhà lưu bị để tắm để ấm áp hơn, anh còn đốt lửa ở bên cạnh. Kết quả không cẩn thận đốt cháy cả hồ nước nóng để đảm bảo tính mạng anh vội vàng trốn về phòng mang theo những gói đồ đã chuẩn bị sẵn để quay về hiện đại vừa đến chân núi anh đã nhìn thấy đằng xa có ánh sáng màu xanh giống y như lúc trước anh xuyên không không sai hồng kông ta quay về đây gấu trúc nổi gió rồi về nhà thôi từ mã tín chạy lên núi cuối cùng cũng đến dưới chùm sáng màu xanh vui vẻ khua tay mùa chân nhưng đúng như dự đoán chuyện ngoài ý muốn lại xảy ra cho dù anh có nhảy thế nào thì đường hầm thời gian cũng không hút anh lên mới đầu anh cứ tưởng rằng mình mang quá nhiều đồ nhưng sau khi vứt lại hơn nửa số đồ vẫn không được hút ta đi Đúng vào lúc này ánh sáng màu xanh ấy dần yếu đi cuối cùng biến mất, Từ Mã Tín vội vàng nhắn tin hỏi em gái tại sao lại như thế. Ngoài ra bọn họ tính nhầm một chuyện do thời gian họ cách nhau hơn 2.000 năm nên vị trí của đường hầm thời gian đã thay đổi. Lối vào thật sự của đường hầm có lẽ là nơi cách đầu núi phía đông 7.500m. Mà lần tiếp theo hiện tượng lạ xuất hiện sẽ là 200 năm sau, vậy nên có thể cả đời này Tư Mã Tín không thể nào quay về hiện đại được nữa. Dù sao cũng lỡ rồi phải tìm cách khác, anh quyết định sẽ xây dựng sự nghiệp ở thời Tam Quốc. Vậy nên sáng hôm sau anh đã tắm rửa sạch sẽ đến thăm thần tượng Gia Cát Lượng. Lúc này Gia Cát Lượng đang cùng hai người bạn thân phân tích thế cục hiện tại. Anh cho rằng bây giờ ngoại trừ Tào Tháo và Tôn Quyền, người có thể ảnh hưởng đến thế cục chỉ còn lại Lưu Bị thôi. Từ Mã Tín biết rõ lịch sử vội vàng nói chen và nói rằng Lưu Quan Trương bao huynh đệ thực sự rất lợi hại. Lưu Bị có lòng nhân từ, Quan Vũ là người có nghĩa khí, Trương Phi mặc dù nóng nảy nhưng trung thành. Giá các lượng tỏ vẻ không phục vân tín huynh đúng là có hiểu biết về thế cục tướng sĩ và cao nhân từ mã tín được đà tiếp tục nói đôi khi dụng binh không phải lúc nào cũng cố gắng tấn công thỉnh thoảng có thể đem binh lính đi nhử khiến đối phương khinh địch sau đó mới tấn công vân tín huynh cũng khá am hiểu về hành quân đánh trận nhỉ cũng thường thôi ta ở quê cũng thường xuyên hành quân đánh trận Sở trường là dùng 36 kế, xin hỏi Vân Tín Huynh 36 kế là gì? Quên mất thời Tam Quốc vẫn chưa có 36 kế, 36 kế của ta cũng bắt nguồn từ binh pháp tôn tử, chỉ là thêm bớt chút ít. Từ mã tín ở trước mặt cả ba người luôn miệng nói khoác, ra cất lượng nghe xong thấy anh độc đáo và hiểu biết rộng là một nhân tài hiếm gặp đáng tiếc là do người thô thiển nói năng không khéo léo nên không thích hợp trở thành cánh tay đắc lực của mình. Từ Mã Tín trở về được Phạm Căn nói cho biết rằng Gia Cát Lượng sắp có tin vui, người dân trong thôn vì cảm ơn những năm qua anh giúp đỡ dân làng nên chủ động đến hoàng gia tặng lễ xin cưới. Từ Mã Tín lập tức có hứng thú. Sáng sớm ngày hôm sau anh đã theo đội ngũ xin cưới kết quả đến bên vách núi thì thấy cây cầu treo duy nhất đã bị đứt, bây giờ chỉ có thể vượt qua núi tìm đường khác, nhưng do sinh lễ quá nặng nên chắc chắn sẽ tốn không ít thời gian thế này chắc chắn sẽ lỡ giờ lành hoàng phu nhân rất mê tín từ mà tín ngẫm nghĩ một hồi lập tức tìm ra đối sách Bên kia ở ngoài cửa hoàng phủ, cả nhà hoàng lão gia đang sốt ruột chờ mọi người đến, cuối cùng đến sát giờ lành đã nhìn thấy đoàn hỏi cưới. Bà mối dùng sai lễ vật đầu tiên đưa hoàng phu nhân vào trong phòng để làm lễ, còn tư mã tín sai người hầu làm cái này làm cái kia để kéo dài thời gian. Cuối cùng sau nửa canh giờ, nhóm phạm căn mang sinh lễ thật sự đến. Hóa ra lúc ở bên vách núi tư mã tín căn dặn người dân bỏ những sinh lễ nặng xuống, anh sẽ mang một phần nhỏ lên đường để phạm căn vận chuyển số sinh lễ nặng kia đến sau. Cuối cùng vừa không bị lỡ giờ lành vừa kịp thời mang sinh lễ đến. Chiều này người ngụy trang của cảng nam thập bát thước lại học được thêm một chiêu nữa mau bỏ đồ vào bên trong nhanh lên nhanh lên nào đúng vào lúc này từ mã tín ngửi thấy mùi thuốc đông y đi theo mùi thuốc anh đến bên ngoài khuê phòng của hoàng nguyệt anh thấy nguyệt anh dáng vẻ bình thường người lại yếu đuối nhiều bệnh hoàn toàn không xứng trở thành thê tử của gia cát lượng vậy nên sau khi trở về thôn họa, long anh bèn đề nghị gia cát lượng lấy người khác anh còn nói hoàng nguyệt anh dáng vẻ xấu xí nhưng gia cát lượng cho rằng cưới vợ chỉ mong lấy được thục nữ về dung mạo anh không quan tâm Tư Mã Tín nói rằng «Khổng minh đại ca, Huynh thật sự phải nghĩ cho kỹ. Sau này Huynh quyền cao chức trọng còn trở thành thừa tướng. Ý ta là với tài năng hiện tại của Huynh, lấy một người vợ yếu ớt như vậy sẽ bị cười nhạo. Ngay một người ngoài bàn tán về vợ sắp cưới của mình như thế, Sa Cát Lượng thực sự cảm thấy không vui. Sau khi nói qua loa vài câu liền đuổi Tư Mã Tín về. Hai hôm sau đám cưới của Gia Cát Lượng và Hoàng Nguyệt Anh diễn ra đúng lịch. Tối hôm đó Tư Mã Tín uống say khướt chạy đến trước cửa phòng tân hôn không cho động phòng. Anh ở bên ngoài gào thét, không được động phòng, thần tượng của ta đỉnh như thế, phải là người quốc sắc thiên hương mới xứng gả cho người. Cái bình thuốc di động đó sống được bao lâu chứ? Làm sao có thể xứng với thần tượng của ta? Phạm Căn Thế Thế liên tục khuyên ngăn. Vân Tín Đại Cao Huynh đừng lớn tiếng như thế, nhỡ tiên sinh và phu nhân nghe được không hay đâu, mau đi thôi. Hoàng Nguyên Anh vốn nghĩ rằng mình không xứng với phu quân sau khi nghe thấy những lời từ Mã Tín nói cô lại càng cảm thấy tự ti. Ra Cát Lượng an ủi nàng là người hiền lương có học thức, chàng là người không có gì trong tay có thể với tới hoàng gia là phúc phận của chàng. Hoàng Nguyệt Anh nghe thấy vậy vô cùng cảm kích. Sáng hôm sau khi tỉnh rượu, Tư Mã Tín lại nhận được tin nhắn của em gái nói rằng tiến sĩ Tào vẫn đang giúp anh tìm cơ hội để xuyên không trở về, bảo anh đừng nhu trí. Lúc này Tư Mã Martin nhớ lại những chuyện tối qua mình đã làm, anh cảm thấy mình thực sự rất quá đáng liền đến nhà của Gia Cát Lượng để xin lỗi. Kết quả giữa đường anh gặp được ba vị đại hán có khí chất bất phàm. Lúc này người dân đang nói với họ, chúng tôi chỉ cầu một nơi có thể sống yên thân thôi, Lưu Hoàng Thúc. Bọn họ chính là Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi, vậy nên anh lập tức đi đến chào hỏi, nhưng chưa kịp đến gần đã bị Trương Phi khống chế. Lưu Bị thấy Tư Mã Tín không có ác ý vội vàng bảo Trương Phi thả anh ra còn vội vàng đi đến xin lỗi. Không sao Trương Phi nổi tiếng là người nóng này, ta biết. Người, từ Mã Tín biết lần này họ đến đây là tìm Gia Cát Lượng vậy nên cố ý tiết lộ anh tỏ quen với Gia Cát Lượng. Lưu Bị lập tức cảm thấy hứng thú nhờ anh dẫn đường. Nhưng khi đến nhà Gia Cát Lượng thì thấy cửa đã khóa, trong nhà không một bóng người. Lưu Bị biết đến bái phòng cao nhân chờ đợi một chút là chuyện thường tình. Nhưng cả bốn người chờ từ sáng đến chiều vẫn không thấy ai, Lưu Bị chỉ đành nói hôm sau sẽ đến. Sau đó Trương Phi oán trách Gia Cát Lượng quá chảnh, bọn họ chỉ nghe đồn chứ không biết người đó có thật sự có tài như thế nào. Vậy nên không nên vì vậy mà làm lỡ việc nhưng lưu bị tin vào khả năng nhìn người của mình ông nhất định phải có được vị tiên sinh ở ngoại long này một bên khác, sau khi Tư Mã Tín nghe ngóng biết được rằng Gia Cát Lượng cùng phu nhân về thăm nhà ngoại đến mồng 2 mới về, vậy nên anh vội vàng viết thư cho Lưu Bị và bọn họ mồng 2 đến. Nàng ngờ quân sư Hàn Lương dưới trướng Lưu Bị vì sợ sau khi Gia Cát Lượng đến mình sẽ bị lạnh nhạt, nên cố ý đổi mồng 2 thành mồng 1 khiến nhóm người Lưu Bị lại mất công đi một chuyến. Trên đường về trùng hợp họ gặp được Tư Mã Tín, Trương Phi lập tức đến hỏi anh lý do. Tư Mã Tín rất ngạc nhiên, sao cơ khổng minh đại ca mồng 2 mới về. Hôm nay mọi người đến đương nhiên là mất công chờ rồi. Nhưng Hàn Lương nói rằng, trong thư người viết là mùng 1, từ mã tín thắc mắc đòi Hàn Lương đem thư ra để so sánh kết quả, phát hiện Hàn Lương sai mất một nét của chữ 2 thành chữ 1. từ mã tín không sao cái được chỉ đánh nhận ra mình viết sai và bọn họ mai lại đến, mai nhất định sẽ gặp được tại sao lại chắc chắn như thế tam cố thảo lư mà lần thứ ba chắc chắn sẽ gặp sáng sớm hôm sau tư mã tín đã đến gặp gia cát lượng để kéo dài thời gian chờ lưu bị đến anh lấy rượu ra đòi cùng lưu bị không say không về nào ngờ mới uống một ly gia cát lượng đã than hoa mắt chóng mặt nằm trên chiếu cỏ ngủ một mạch đúng lúc này lưu bị đến nhà thấy gia cát lượng đang ngủ trưa nên không lên tiếng kiên nhẫn chờ anh ngủ dậy mới bàn chuyện Chợp mắt vài canh giờ trôi qua trương phi nóng này không chờ được đòi gọi ra các lượng dậy, lưu bị vội vàng ngăn cản nhưng lúc này đã muộn rồi ra các lượng tỉnh giấc vì trương phi quá ồn ào ba người họ thấy ra các lượng đều cảm thấy bất ngờ bọn họ không ngờ rằng họa long tiên sinh trong truyền thuyết lại trẻ như thế không ngờ là một tiểu huynh đệ tuổi trẻ tài cao sau đó lưu bị bảo mọi người ra ngoài cửa chờ ông cùng ra các lượng bàn bạc về thế cục hiện nay hiện nay trăm vạn đại quân của tào tháo đang ở phía bắc tôn quyền kế nghiệp ba đời tổ thượng ở giang đông nếu như lưu bị muốn chia ra ba nước chỉ có thể đột phá ở Ích Châu, Kinh Châu. Lưu Bị nghe xong cảm thấy nhiệt huyết dâng trào vội vàng mời ra các lượng tham gia đội quân của mình. Khổng Minh nguyện dâng chút sức mọn này. từ Mã Tín sau khi về nhà liền nhận được tin nhắn của em gái nói rằng cảnh sát đã điều tra ra và chứng minh anh vô tội gỡ bỏ lệnh bắt. Lúc này Phạm Căn bước vào nói rằng rất nhiều người đến tìm ra các lượng muốn trở thành mưu sĩ của anh làm việc cho Lưu Bị. Từ mã tín nở nụ cười khinh bỉ nói bọn họ có đi cũng vô dụng bởi vì anh mới là người được ra cát lượng chọn. Nói xong anh liền chạy đến hỏi ra cát lượng khi nào xuất phát kết quả anh nhận được tin ra các lượng không hề muốn đưa anh đi mà chọn hai người bạn thân thiết của mình từ mã tin tức điên lên trước kia ta từng giúp ngài vậy mà ngài không chọn ta làm phó thủ ra các lượng chết tiệt đồ bệnh đồ ngu đồ mù rút hết cỏ ở nhà ngươi chảy hết củi của ngươi chém chết ngươi Đến tối Tư Mã Tín vẫn chưa hết giận bèn đến quán rượu giải sầu. Anh tức giận mắng ra cát lượng vòng ân phụ nghĩa không biết tốt xấu mà những lời này trùng hợp bị Hàn Lương nghe thấy. Ông ta nói rằng Tư Mã Tín là một nhân tài hiếm gặp. gia cát lượng không cần nhưng ông cầu còn không được. Ông khuyên Tư Mã Tín tham gia vào phe của ông cùng nhau đối phó với Gia Cát Lượng. Được, thành giao, ta sẽ làm mưu sĩ của ông. Điều kiện là phải đưa anh ta đi làm lính. Phạm Căn Do Dự nói rằng, Vân Tín Đại Ca Huynh thực sự phải làm thế này sao? Thật sự muốn trở thành kẻ thù của Gia Cát tiên sinh sao? Nhưng Tư mã tín dứt khoát nói rằng ta phải để cho hắn biết rằng hắn không có mắt nhìn người ta phải khiến hắn hối hận không lâu trước đó, Tư Mã Tín vì để chứng minh tài năng của mình trước mặt Gia Cát Lượng, trong lúc tức giận anh tham gia vào phe của Hàn Lương. Nhóm người mới đến Tân Giã chưa được mấy ngày trong quân doanh đã bắt được mật thám của Tào Tháo, hơn nữa còn lục soát được trên người hắn ta bản đồ bố trí quân sự của cả khu vực Tân Giã. Lưu bị nghi ngờ trong quân có nội gián liền triệu tập cuộc họp khẩn cấp, hỏi các vị quân sư xem có cách nào để bắt được tên gian tế đó không. Gia Cát Lượng chủ động đề nghị dùng phương pháp loại trừ, chọn ra những người lính hôm đó trực ban và lính trong phạm vi 1 km xung quanh nơi phát hiện ra mật thám cổng thêm cỏ dính trên ống quần của mật thám, họ kiểm tra từng người một, cuối cùng chỉ còn lại 8 kẻ khả nghi, nhưng bước tiếp theo phải làm gì mới bắt được nội gián ra cắt lượng nghi mãi vẫn không ra. Hàn Lương thế vậy bèn đưa ra một kế thâm đồng vừa tiêu diệt được gian tế vừa khiến Gia Cát Lượng mất đi sự tín nhiệm của binh lính. Quân sư Gia Cát tra ra 8 người các người, nhưng không tra ra được rốt cuộc ai là nội gián, vì suy nghĩ cho đại cục, không thể không giết hết toàn bộ các người. Nhóm binh sĩ bị dọa sợ vội vàng xin tha mạng, lưu bị vì đại cục chỉ đành nén đau hạ lệnh. Đúng vào lúc này, Tư Mã Tín phát hiện một tên lính để lộ sơ hở, anh lập tức chỉ ra hắn chính là gian tế. Còn nói rằng năm đó ở quê anh có học đọc tâm thuật, Vừa nãy tên lính này dùng hai tay ấn đùi trọng tâm không ngừng di chuyển ra ngoài cửa, đây chính là phản ứng tự nhiên của con người khi muốn bỏ chạy. Cộng thêm vừa mở miệng ra đã nói lắp nữa, con không phải là người sao khai mau, xin chủ công tha mạng tôi bị ép nên mới làm vậy, quân tào bắt người thân của tôi ép tôi phải làm như thế, xin chủ công tha mạng. Thế tên lính kia đã nhận tội, quan vũ lập tức hạ lệnh đưa hắn vào đại lao chờ xét xử. Lần này Tư Mã Tín lập được công lớn được Lưu Bị và mọi người khen ngợi. Gia Cát Lượng cũng có cái nhìn khác về anh. Ngày hôm sau, thái phu nhân thê tử của Lưu Biểu Quan đứng đầu kinh châu đến Tân Giã tìm Lưu Bị nói rằng bây giờ Tào Tháo ở phía Bắc liên tục nhòm ngó họ như hồi rình mồi. Thành lập quân đội xây dựng tường thành cần phải có số ngân lượng rất lớn, vậy nên bà đề nghị nâng thuế của hai thành ở Tân Giã từ 2 phần lên 4 phần, nếu không đồng ý thì cút khỏi Tân Giã. Từ Mã Tín nghe xong tức giận bằng thái phu nhân là Tử Bát Bà. Tử Bát Bà là gì thế? Là tiếng của quê tôi. Dùng để hình dung, những người phụ nữ đang ghét vừa thấy đã muốn đi đến cho họ vai tát, những người đó gọi là Tử Bát Bà. Hay thái phu nhân thật sự là tử bát bà, sau đó ra các lượng bắt đầu phân tích nếu như tăng thuế lên 4 phần vậy chuyện ăn mặc của người dân sẽ thành vấn đề, nếu như rời khỏi Tân Giã bây giờ chiến tranh khắp nơi hoàn toàn không có chỗ cho họ dung thân, cả hai bên đều khó thật sự không biết phải quyết định sao từ mã tín về phòng vội vàng gửi tin nhắn cho em gái nhờ em gái điều tra giúp thái phu nhân có lai lịch như thế nào cùng lúc đó ra Cát lượng cũng thông qua ghi chép nộp thuế phát hiện em trai của thái phu nhân là thái mạo tham ô tiền thuế số thuế hắn nộp cho lưu biểu ít hơn gần một nửa số thuế thu được Ngày hôm sau ở trước mặt Thái Phu Nhân anh đã nhắc chuyện này, lời lẽ của anh ám chỉ bà không được làm khó lưu bị. Nào ngờ Thái Phu Nhân không hề sợ hãi còn thẳng thắn nói số ngân lượng đó đã vào túi của bà. Bởi vì lưu biểu là người dễ mềm lòng nên rất thoải mái về việc thuế má của Kinh Châu. Bà làm như vậy chỉ để đề phòng bất chắc, vì suy nghĩ cho trăm ngàn bách tính của Kinh Châu ra các lượng nghe vậy cũng không biết phải nói sao. Lúc này em gái gửi tin nhắn cho Tư Mã Tín nói rằng lịch sử không có quá nhiều ghi chép về Thái Phu Nhân, chỉ nói rằng bà là thê tử của Lưu Biểu, người đứng đầu Kinh Châu. Khi đó dân số của Kinh Châu lên đến 900.000 người. Từ Mã Tín lập tức nhận ra Thái Phu Nhân vừa nói dối, vậy nên anh lập tức nói chuyện này cho Gia Cát Lượng. Gia Cát Lượng ngạc nhiên, số liệu có chính xác không? Thật như chân Châu, sao người lại biết? Công cụ tìm kiếm Google. Công cụ tìm kiếm Google á? Là gửi thư bằng bồ câu ấy, nó suốt ngày kêu Google. Là thám tử gửi thư bằng bồ câu đến cho ta. Sau khi nhận được tin Lưu Bị lập tức chất vấn Thái Phu Nhân, còn nói muốn tự mình đến gặp Lưu Biểu kiểm chứng. Lúc này Thái Phu Nhân hoàng sợ nói tiền thu thuế vẫn như cũ, sau đó vội vàng cùng con trai rời đi. Từ Mã Tín không hiểu tại sao bà ta lại thay đổi nhanh như thế. Lưu Bị nói Kinh Châu tuyển lính là 10 chọn 1, 900.000 người đáng lẽ phải có 90.000 lính. Nhưng Lưu Biểu báo lên chỉ có 60.000, bởi vì 30.000 lính bị Thái Phu Nhân chiếm dụng. Bà ta tự ý nuôi binh chắc chắn là để sau này chiếm đoạt quyền lợi, vậy nên bà ta mới lập tức thay đổi thái độ tư mã tín lại lập công lưu bị thưởng cho anh một chùm nho lớn được nhập khẩu từ tây vực nhưng lát sau anh đã ép nho ra nước và cố ý đi đến trước mặt ra cát lượng khoe khoang có người muốn ăn cũng không được ăn chủ công là người yêu tài chủ công hậu đãi cũng là chuyện đương nhiên cuối cùng ngài cũng biết ta thông minh rồi à anh chàng hiện đại xuyên không về thời Tam Quốc trở thành mưu sĩ của Lưu Bị biết tin hai phu nhân của Lưu Bị tranh danh một nhà hoàn tên là Tang Nhu. Ông buồn đến mức bao hôm không ngủ được. Đại phu nhân nói A Đầu cần có Tang Nhu chăm sóc, chỉ khi nào ở bên cạnh Tang Nhu thì A Đầu mới không khóc nhị phu nhân lại nói rằng Tang Nhu đi theo mình hơn 10 năm nên không chịu thả người. Hai người cãi nhau không ai chịu ai cuối cùng đánh đến tìm Lưu Bị phân xử. Nếu như hôm nay ông không cho hai người một câu trả lời khiến họ hài lòng, vậy họ sẽ về nhà mẹ đẻ không bao giờ quay về nữa. Đủ rồi. Mấy chuyện của đàn bà phụ nữ ta không quan tâm, nhị đệ, tam đệ, giao cho hai người xử lý đó. Lưu Bị thấy phiền phức quá không chịu được nên tức giận rời đi. Hai phu nhân thấy vậy không những không thu liễm ngược lại còn cãi nhau ác liệt hơn. Trương Phi nóng này thấy vậy không chịu nổi nói. Nếu như hai người không ai chịu ai vậy bây giờ chỉ có thể chém tang nhu ra làm đôi. Mỗi người mang một nửa đi là công bằng nhất. Chưa đợi hai phu nhân kịp phản ứng, Trương Phi đã cầm đao của quan vũ tức giận đi ra khỏi phòng. Tăng Nhu ở đâu? Có chuyện gì thế tướng quân? Ta chém Tăng Nhu thành hai mảnh, một nửa cho đại phu nhân, nửa kia cho nhị phu nhân. Tam đệ bình tĩnh không được kích động hai vị phu nhân thấy trương phi vô cùng nghiêm túc không có vẻ như đang đùa giỡn bèn đồng thanh nói mình không tranh nữa nhường tăng nhu cho đối phương là được rồi quan vũ bắt hai người thề rằng những lời họ vừa nói là thật ta thề sau này không tranh tăng nhu nữa ta cũng ở trước mặt quan nhị ca thề rằng sau này không tranh tăng nhu nữa ta nói được làm được nhì vị đại tẩu đã thề không hối hận rồi không cần chém đôi tăng nhu nữa sau khi Lưu Bị biết tin chuyện đã được giải quyết ổn thỏa, ông vô cùng vui vẻ. Nhưng ngay sau đó, hai vị phu nhân của ông lại chạy đến mách rằng Trương Phi tàn nhẫn tính tình nóng này. Nếu như giữ ông ta ở bên mình nói không chừng sẽ xảy ra chuyện, nói Lưu Bị tìm cớ nào đó để đuổi ông ta đi. Không còn cách nào khác, Lưu Bị chỉ đánh nói ra sự thật. Hóa ra chuyện này là kế sách của Tư Mã Tín. Anh nói đây là truyền thuyết ở quê mình. Có hai người phụ nữ tranh nhau một đứa bé, cả hai đều nói đứa bé là con ruột của mình. Không còn cách nào khác, vua Solomon đành đề nghị chém đứa bé làm hai mảnh. Người mẹ giả nghe xong lập tức đồng ý, nhưng người mẹ thật từ chối. Bà ta thà từ bỏ con chứ không muốn con mình mất mạng. Vua Solomon dựa vào phản ứng của cả hai người đoán ra người phụ nữ lo lắng cho con kia chính là mẹ ruột của đứa bé, vậy nên Tư Mã Tín đề nghị Lưu Bị dùng cách này để xử lý chuyện gia đình. Nhị vị phu nhân thực ra rượu kế này của Vân Tín hoàn toàn là vì tốt cho mọi người, Vân Tín đúng không? Sau này ta và Tỷ Tỷ gặp được hắn nhất định sẽ không tha cho hắn. Cũng lúc đó Tư Mã Tín bị nhiễm phong hàn ốm liệt giường, Tang Nhu để tỏ lòng biết ơn với anh nên đặc biệt đến chăm sóc cho anh. Đây cũng là lần đầu tiên nam chính và nữ chính gặp nhau, Tang Nhu nấu cho Tư Mã Tín một bát cháo nóng hổi. Cô nhà hoàn này thực sự rất dịu dàng chu đáo, chủ nghệ cũng không tồi, tốt hơn những cô gái kiêu ngạo ở Hồng Kông nhiều. Đáng tiếc là vẻ ngoài không đủ hấp dẫn chưa đủ thu hút. Đúng vào lúc này Hàn Lương đến ngoài mặt nói đến thăm Tư Mã Tín nhưng thực tế là cố ý ở trước mặt Tang Nhu nói xấu ra cát lượng, hy vọng mượn cô truyền lời đến hai phu nhân. Nhưng Tang Nhu cũng là người thông minh, cô biết mình chỉ là một hạ nhân nên không được phép nhiều lời, ngược lại cô hỏi Tư Mã Tín về Tế Châu quê anh. Quê ta ở Tế Châu Hồng Kông phong cảnh ở đó rất đẹp, chỉ có điều giá nhà đất hơi cao. Bên đó có hai công viên rất nổi tiếng, một cái nuôi bốn con bạch bì tên là An An, Dai Dai, Doanh Doanh, Lạc Lạc. Bạch bì cũng có tên á, đúng vậy công viên còn lại nuôi rất nhiều chuột chuột á ở đó không có ai dọn dẹp sao có thể nuôi mèo để bắt chuột mà không được bắt đầu nhưng cô gái ở hồng kông quê tôi rất thích bọn chúng hễ gặp bọn chúng sẽ nhào đến ôm hôn chuột cũng dám ôm á đúng rồi nhưng con chuột đó cao vậy nè đẹp lắm cũng vì vậy tình cảm của hai người dần tăng lên, cùng lúc đó ở phía Bắc Tào Tháo biết tin Lưu Bị mời được ra cát lượng trợ giúp, để đề phòng ông ngày càng lớn mạnh quyết định phái Hầu Đôn đưa 10 vạn đại quân công đánh núi Bắc vọng của Tân Giã. Hàn Lương biết đó là nơi ra cát lượng phòng thủ bèn quý ý chơi đều khiến ra cát lượng thua trận. Đường đi đến thành Bắc vọng có địa thế rất nguy hiểm, vận chuyển quân lương vô cùng khó khăn, binh sĩ không có đủ lương thực, chắc chắn sẽ than oán, sĩ khí sẽ hạ xuống. Đúng vậy binh sĩ đói làm sao đánh trận được, vậy nên cho dù chúng ta không nhúng tay vào, ra cát lượng chắc chắn sẽ không thắng được. Từ mã tín nghe thấy vậy trong lòng rất khó chịu. Mặc dù anh vẫn tức chuyện gia cát lượng coi thường mình nhưng dù sao gia cát lượng cũng là thần tượng của anh, vậy nên anh liền phát minh ra hamburger để giúp gia cát lượng một tay. Phạm Căng thấy thế thì ngạc nhiên hỏi rằng, huynh không giận gia cát quân sư nữa à? Sao lại làm ra bánh để giúp đỡ ngày ấy giải quyết vấn đề ngân lượng? Ta là người hiền lành tốt bụng dù sao cũng là thần tượng của ta. Ngày ấy đánh thua trận ta cũng mất mặt chứ anh chàng hiện đại vô tình xuyên về thời Tam Quốc không ngờ anh lại phát minh ra loại bánh hamburger của 1.000 năm sau, giúp một vạn quân của Gia Cát Lượng đánh thắng 10 vạn quân Tàu của Thạ Hầu Đôn. Không lâu trước kia, Tào Tháo nhận được tin Gia Cát Lượng xuống núi phò tá Lưu Bị. Để đề phòng thế lực của Lưu Bị ngày càng lớn mạnh nên phái Hạ Hầu Đôn dẫn 10 vạn đại quân tấn công núi Bác Vọng nhưng do đường từ tân giã đến bác vọng có địa hình nguy hiểm rất khó có thể kịp thời vận chuyển lương thực đến nơi một khi tường sĩ ăn không no sĩ khí sẽ giảm xuống đại quân của hạ hầu đôn sẽ có thể dễ dàng đánh thắng từ mã tín xuyên không đến anh không muốn ra các lượng vừa dùng núi đã đánh trận thua vậy nên anh cố ý ở trước mặt tăng nhu dùng màn thầu làm ra hamburger hy vọng mượn lời của cô để giao phương pháp làm bánh cho anh trai của mi phu nhân là mi phương tại sao vân tín đại ca không biết thân nói mà lại phải nhờ tăng nhu truyền lời lại trận bác vọng này là do gia cát quân sư làm thông soái mà ta là người của hàn quân sư nên không tiện ra mặt sau khi có hamburger binh sĩ có thể nhanh chóng khôi phục thể lực cộng thêm gia cát lượng nghiên cứu ra một trận pháp vô cùng kiên cố không thể nào phá được cho dù có một vạn binh cũng có thể đánh ngang tài ngang sức với quân Tào có số lượng nhiều hơn gấp chục lần hôm đó khi ra cát lượng đi tuần trong quân doanh phát hiện quan vũ và trương phi hết lời khen ngợi một cái màn thầu vậy nên anh tò mò hỏi hai người đang ăn cái gì hình như gọi là gì nhỉ thối trì bỏ một miếng thịt heo xông khói vào giữa màn thầu bỏ thêm ít nước tương và rau mùi vị rất ngon ra cát lượng nghe thấy vậy cảm thấy rất bất ngờ anh đang định hỏi ai là người nghĩ ra loại bánh này thì triệu vân đem quân đến báo cáo tào tháo lại phái ba vạn đại quân hành quân xuống phía nam để giúp hạ hồ đôn một khi hai nhóm quân gặp nhau sẽ càng khó đánh hơn. tôn phó tướng lập tức xin lệnh dẫn 1.000 tinh binh đi ngăn cản nhưng gia cát lượng lại từ chối hạ lệnh cho rút quân đang phòng thủ về để hai đội quân tàu nhanh chóng gặp nhau. kết quả mệnh lệnh này khiến binh sĩ cho rằng gia cát lượng chỉ biết đánh trận trên lý thuyết. bọn họ hợp lực gây áp lực cho gia cát lượng bắt anh thay đổi kế sách. Quân sư không thể liên tiếp mắc lỗi lầm, Kiêm Ấn ở đây thấy Kiêm Ấn như thấy chủ công, chủ công nói rồi ai vi phạm quân lệnh chém, nhưng Tôn phó tướng không hề sợ hãi, ngược lại còn lấy cái chết để ngăn cản. May mà lúc này Trương Phi đứng ra nói mình không hiểu lắm về bày binh bố trận, nhưng ông biết một chữ chung, lòng trung thành của ông dành cho Lưu Bị không bao giờ thay đổi nếu như Lưu Bị đã bảo họ nghe theo lệnh của Gia Cát Lượng, vậy cho dù có bắt họ nhảy vào dầu sôi lửa bỏng cũng không được do dự. Nói xong ông dẫn đầu đám người quỳ xuống đất để bày tỏ lòng trung thành. Quan Vũ thấy vậy vội quỳ xuống theo, lúc này Tôn Phó tướng không còn cách nào khác chỉ đành quỳ theo. Tin này được truyền về Tân Giã, đám người Lưu Bị cũng cho rằng Gia Cát Lượng quá mạo hiểm, từ mã tín sợ hãi đến mức lập tức nhắn tin cho em gái ở hiện đại hỏi em gái kết quả trận núi Bắc vọng như thế nào. Quả nhiên nếu như không am hiểu về lịch sử có xuyên không cũng chẳng làm được gì. Sáng sớm ngày hôm sau, ba vạn quân tiếp viện đã gặp Gặp mặt quân của hạ hầu đôn phò tướng thấy mọi chuyện quá thuận lợi nên nhắc nhở hạ hầu đôn phải cẩn thận nhưng hạ hầu đôn cuồng vọng tự đại hoàn toàn không coi giá cát lượng ra gì đến trưa ra cát lượng mới hạ lệnh hành động cho binh sĩ mai phục trên đỉnh núi tấn công bằng lửa sau đó một lượng lớn thùng năng bốc cháy lan từ trên đỉnh núi xuống đốt cháy doanh trại Đại quân của Hạ Hầu Đôn lập tức bị rơi vào biển lửa. Lúc này Gia Cát Lượng ra lệnh cho toàn quân tấn công, Hạ Hầu Đôn liên tục bị đánh bại, cuối cùng vội chạy thoát thân. Cùng lúc đó em gái cũng gửi tin nhắn cho Tư Mã Tín. Trận núi Bắc vọng Gia Cát Lượng lần đầu dẫn quân, kết quả giành được chiến thắng vang dội. Tư Mã Tín đọc xong thì lẩm bẩm, đánh xong rồi mới nói, nói cũng như không. Sau trận đánh này, Lưu Bị càng yêu quý ra Khát Lượng hơn, Quan Vũ và Trương Phi cũng không cảm thấy khó chịu với anh nữa, còn cảm thấy không phục. Cảnh tượng này khiến Tư Mã Tín cảm động đến nước mắt rưng rưng lệ. Hàn Lương thấy thế hỏi rằng, người cũng rất cảm động à, Tư Mã Tín đáp, phải phối hợp biểu diễn của ép ra nước mắt, chủ công mới nhìn thấy. Về đến nhà, Gia Cát Lượng mới biết phu nhân bị bệnh nặng đang trong tình trạng nguy kịch, trước đó vì không muốn anh lo lắng nên không nói cho anh biết. Tình hình khẩn cấp không đợi Lưu Bị đồng ý Gia Cát Lượng đã đưa đại phu chuyên chữa trị cho Lưu Bị đi chữa cho Hoàng Nguyệt Anh cuối cùng mới giữ được mạng cho cô. Sau khi xong chuyện Gia Cát Lượng đến gặp Lưu Bị thỉnh tội, nào ngờ Lưu Bị không hề trách tội còn ra lệnh cho đại phu mỗi ngày điều dưỡng thân thể cho Hoàng Nguyệt Anh khiến Gia Cát Lượng cảm động đến mức sắp rơi lệ. Lúc này Lưu Bị nói rằng, trước kia ta ba lần đến thăm nhà mới mời được quân sư xuất sơn, đương nhiên sẽ phải tin tưởng người, nhưng ta làm người dẫn đầu không làm tốt, mọi người đều vì vậy mà nghi ngờ quân sư, vậy nên mới có chuyện binh biến ở núi Bắc Vọng, ta xin lỗi. Gia Cát Lượng đáp lại, có một vị chủ công thẳng thắn như thế, khổng minh rất cảm ơn. Ta cũng bằng lòng rất hết sức vì chủ công. nên tối Gia Cát Lượng đến tìm Tăng Nhu hỏi cô người làm ra hamburger là ai. Vì trước đó Tăng Nhu đã hứa với Tư Mã Tín nên không nói ra chỉ nhận một viên dạ Minh Châu để chuyển giao cho người làm ra cái bánh sau khi tư mã tín biết tăng nhu không nói ra cảm thấy rất thất vọng ta nửa chữ cũng không nói nói nửa chữ vẫn được mà tư mã tín làm tất cả những chuyện này là để chứng minh cho gia cát lượng biết mình là người có tài sau đó anh cố ý đến trước mặt gia cát lượng chơi đùa viên dạ minh châu để nói rõ thân phận gia cát lượng thế thế nói rằng vân tín người thật là một người thâm sâu khó lường năm đó khi gặp người ở thôn ngoạ long ta thật sự đã nhìn lầm người tư mã tín lúc này tự mãn đáp rằng người bị bỏ giống như nước đã hát đi không sao lấy lại được Chuyển cảnh, một đám người lúc này đang nô đùa vui vẻ, bỗng người phụ nữ này vì quá ồn ào nên bị ngất. Chàng trai xuyên không đến thấy vậy cảm thấy vô cùng ghét bỏ, nói rằng ra cắt lượng cưới cô đúng là xui tám đời. Vừa lúc nãy Tư Mã Tín dùng giọng điệu tàn gái của thời hiện đại để chơi đùa với đám nha hoàn. Anh nói mặc dù bọn họ xinh đẹp nhưng quá bảo thủ, thiếu đi sức hấp dẫn với nam giới. Còn hỏi bọn họ có muốn học anh không? Tăng Nhu lập tức ngăn cản cô nói thân là nữ nhi không thể nói những lời khiếm nhã như thế. Tư Mã Tín nói rằng không thể nói nhưng có thể nghĩ mà. Ta sẽ dạy cho mọi người bí kíp của quê hương ta. Được mệnh danh vô địch, hễ là nam nhân chắc chắn sẽ chết. Đúng vào lúc này Hoàng Nguyệt Anh cũng đến đây chơi, Từ Mã Tín lập tức dẫn theo một đám nha hoàn đến chào hỏi. Kết quả quá ồn ào khiến cô ngất đi khi mọi người không biết phải làm sao, một cô gái xinh đẹp xuất hiện chủ động chữa bệnh cho Hoan Nguyệt Anh. Có ai biết hô hấp nhân tạo không? Đừng sợ, trước kia ta từng được đại phu dạy, ta có cách khiến cô ấy tỉnh lại. Sau khi đơn giản nhấn vào nhân trung, Hoàng Nguyệt Ánh tỉnh lại. Hành động của cô gái xinh đẹp này khiến Tư Mã Tín say đắm. Sau khi nghe ngóng anh biết cô gái xinh đẹp này là cháu gái của Lưu Bị tên là Mi Ngọc. Tối đó Tư Mã Tín về đến tìm Lưu Bị nói ra cát lượng là một kỳ tài, vợ của anh cũng phải là người đẹp như tiên nữ thông minh tài giỏi. Hiện nay Hoàng Nguyệt Anh yêu đuối lắm bệnh thực sự làm tổn hại thanh danh của Gia Cát Lượng. Anh tin chắc trong lòng Gia Cát Lượng cũng thầm chê Hoàng Nguyệt Anh. Chưa có điều đây là mối hôn sự đại ca mình mai mối nên không thể từ chối. Vậy nên anh đề nghị Lưu Bị gà cháu gái của ông cho Gia Cát Lượng. Như vậy hai người đã thân lại càng thêm thân, không phải lo cho sau này Gia Cát Lượng chuyển sang đầu quân cho Tào Tháo. Nghe thấy vậy Lưu Bị trầm ngâm suy nghĩ. Hóa ra không lâu trước đó, Thái Phu Nhân đã nhìn trúng tài hoa của Gia Cát Lượng, vậy nên lén hẹn gặp anh còn hứa cho anh đãi ngộ gấp 3 lần khi làm cho Lưu Bị, hy vọng anh có thể đến giúp bà. Mặc dù Gia Cát Lượng dùng lời lẽ đanh thép từ chối ngay tức khác, nhưng sau khi truyền đến tai Lưu Bị khó tránh bị nghi ngờ, nghe xong đề nghị của Tư Mã Tín, ông thấy ý kiến này không tồi. Ngày hôm sau, ông bèn đến nhà cậu đề thân. Mới đầu nghe thấy con gái mình phải làm thiếp, Mí chúc kịch liệt phản đối. Nhưng sau khi biết người đó là Gia Cát Lượng, thái độ của ông lập tức thay đổi, đồng ý mối hôn sự này. Hoàng Nguyệt Anh sau khi biết chuyện này chỉ để lại một bức thư sau đó đi mất. Cô luôn cảm thấy mình không xứng với Gia Cát Lượng, cộng thêm với những lời nhục mạ ở trước cửa hôn phòng của Tư Mã Tín, khiến cô vô cùng mẫn cảm và tự ti. Vậy nên lần này cô không từ mà biệt, là muốn tác thành cho Gia Cát Lượng và Minh Ngọc. Cùng lúc đó, Gia Cát Lượng từ chối đề nghị của Lưu Bị, anh nói rằng lúc cưới Hoàng Nguyệt Anh, anh đã thề rằng không bao giờ nạp thiếp, sau đó anh mặc kệ chuyện trong quân doanh bỏ đi tìm vợ. Sau một tháng tìm kiếm, cuối cùng anh cũng tìm được phu nhân trên cánh đồng ở nhà cũ. Gia Cát Lượng nói những ngày tháng không có phu nhân, anh bị mất phương hướng, không có nơi nương tựa chỉ cần cô quay về bên anh thiên thu đại nghiệp gì đều không quan trọng sau đó anh quay về tân giã xin từ trước còn trách lưu bị không tin tưởng mình anh hết lòng trung thành với lưu bị vậy mà hết lần này đến lần khác bị nghi ngờ thậm chí còn muốn dùng chuyện hôn nhân để trói buộc nếu đã như vậy anh vẫn nên rời đi lưu bị nghe thấy vậy lập tức hoảng loạn vội vàng đổ lỗi cho tư mã tín nói tất cả chuyện này đều là ý của tư mã tín ra các lượng tức giận đến gặp tư mã tín trách anh không suy nghĩ đến cảm xúc của người khác tự ý muốn làm gì thì làm tư mã tín tức giận nói rằng ta không quan tâm đến người khác á người ta quan tâm nhất là là ngài đó hễ là đàn ông ai không muốn năm thê bảy thiếp ta thấy cô nương ấy tốt nên mới giúp ngài gia cát lượng đáp rằng áp đặt suy nghĩ của mình lên của người khác khiến người khác khó xử còn không sai sao vào ngày tân hôn ngươi nói phu nhân không dừng với ta khiến nàng ấy canh cánh trong lòng vừa nghe đến chuyện nạp thiếp lập tức bỏ đi để thành toàn cho ta người sắp hủy hoại cả gia đình ta không phải sai thì là gì từ Mã Tín cũng tức giận anh không hiểu nổi, rõ ràng mình chỉ muốn tốt cho Gia Cát Lượng bây giờ lại trở thành tội nhân. Hai người cãi nhau một trận này lửa rồi lại tuyệt giao với nhau. Tư Mã Tín tùy tiện viết đại lên giấy những lời nguyền rủa gia cát lượng, anh không ngờ chuyện này khiến Hàn Lương gái bẫy mình. Ông ta định giết gia cát lượng để đổ tội cho Tư Mã Tín. Làm sao giết gia cát lượng mà không bị người khác nghi ngờ? Vân Tín và gia cát lượng trước kia có ân oán, chỉ bằng ta tương kế tự kế giết chết gia cát lượng sau đó đổ oan cho Vân Tín. Người đàn ông này vô tình xuyên không về thời Tam Quốc, vô tình nghe thấy cấp trên của mình chuẩn bị giết gia cát lượng rồi đổ tội cho mình khiến anh sợ đến mức trợn tròn mắt không dám tin. Không còn cách nào khác anh chỉ đành theo dõi Hàn Lương phát hiện ra ông ta đang cầm những tờ giấy anh viết lời nguyền rủa ra cát lượng, điều này thuận lợi tạo thành động cơ giết người. Trong tình thế nguy cấp, đầu của Tư Mã Tín nảy số cực nhanh, cuối cùng nghĩ ra một kế sách tương kế tự kế. Ngày hôm sau mời sáng sớm anh đến tìm thuộc hạ của Hàn Lương nói mình đã hận ra cát lượng từ lâu, bây giờ anh định nhân lúc ra cát lượng có việc phải đi xa nửa đường, giết chết ra cát lượng. Vì vậy anh đến mong hợp tác với Hàn Lương. Sau khi biết tin Hàn Lương không dám tin để đảm bảo an toàn, ông ta báo cho thích khách đừng vội ra tay, xem bước tiếp theo Tư Mã Tín định làm gì. Vào ngày sau, ông lập tức nhận được tin khẩn cấp của Lưu Bị nói Gia Cát Lượng về thăm nhà đến nay vẫn chưa quay lại, sợ Gia Cát Lượng gặp chuyện gì ngoài ý muốn. Hàn Lương nghe thấy vậy vô cùng bất ngờ, ông ta tin rằng Tư Mã Tín đã ra tay, vậy nên lẻn bám theo anh đến một căn nhà gỗ rách nát trong núi. Nhìn ra cửa sổ thì thấy Gia Cát Lượng quạt thực đang bị Tư Mã Tín trói và nhốt ở đây. Bên trong phát ra tiếng của Tư Mã Tín. Ta sẽ không để ngươi chết nhanh như thế đâu, sẽ từ từ ngược đãi ngươi, ăn cái màn thầu trước đi, ôi trượt tay rồi. Mẹ ta dặn ta rằng không được lãng phí thức ăn, ăn cái màn thầu dính cát này đi, suốt ngày giả vờ ngầu cho ta coi, vậy vừa ăn vừa giả ngầu đi, giả vờ đi. Trong tình cảnh này, Hàn Lương bắt đầu tin Tư Mã Tín, đợi sau khi anh đi thuộc hạ nhắc nhở bây giờ là thời khắc tốt nhất để giết Gia Cát Lượng. Nhưng Hàn Lương vẫn lo lắng ngồi nhỡ có bẫy, cuối cùng hai người ngồi chờ ngoài cửa đến tận nửa đêm phát hiện không có ai đến cứu Gia Cát Lượng hết. Thuộc hạ lại đề nghị đi giết ra Cát Lượng nhưng Hàn Lương vẫn không an tâm, đợi đã, suy nghĩ đã. Quân sư có khi nào ngài nghĩ nhiều rồi không? Ngài cứ nghĩ như vậy có khi đến 80 tuổi vẫn chưa giết được Gia Cát Lượng. Ta không muốn mạo hiểm, ta không muốn 10 phần chỉ chắc được 9 phần, ta muốn hoàn toàn chắc chắn mới hành động. Sau khi về phủ cuối cùng, Hàn Lương cũng nghĩ ra diệu kế bây giờ ngoại trừ bọn họ không ai biết Gia Cát Lượng đang ở nơi nào. Chỉ cần phái người đi trừ khử Tư Mã Tín đến lúc đó ra Cát Lượng sẽ tự chết đói. Hôm đó Tư Mã Tín đang đi đưa đồ ăn thì gặp thích khách. Trong cảnh ngàn cân treo sợi tóc thì một cây thương từ trong bụi cỏ lao ra, Triệu Vân kịp thời xuất hiện ngăn cản thích khách. Sau một hồi dùng hình, cuối cùng thích khách cũng khai ra người đứng sau là Hàn Lương, nhưng ông ta một mực cho rằng Tư Mã Tín đang giam cầm ra Gia cát lượng, ông ta làm như vậy là vì cứu người ngấu lúc này Gia cát lượng bỗng xuất hiện sau lưng họ hóa ra tất cả của những chuyện này đều là kế hoạch của anh và tư mã tín hôm đó trong căn nhà hoang không chỉ có mũi ra cát lượng triệu vấn lúc đó cũng lén nấp vào một góc ngồi nhỡ hàn lương ra tay sẽ bắt quả tang nhưng bây giờ hàn lương ám sát tư mã tín cuối cùng ông ta vẫn bị lộ đuôi cáo sau khi sự thật được vơi bày lưu bị ra lệnh lôi hàn lương ra ngoài chém đầu ra cát lượng vội vàng cầu xin cho ông ta nói rằng trước đây ông ta không có công lao cũng có khổ lao sau đó lưu bị phán hàn lương phải chịu tù trung thân từ mã tín sau khi về phòng liền gửi tin nhắn báo tin mừng cho em gái. Anh nói rằng dù sao mình cũng không thể trở về hiện đại được nữa. Vậy chi bằng ở lại thời tam quốc gây dựng sự nghiệp, anh sẽ ở lại khuyên lưu bị thống nhất ba nước. Không phải trước kia em từng nói hiệu ứng canh bướm sẽ làm thay đổi lịch sử sao? Anh nói cho em biết đó không phải là hiệu ứng canh bướm, mà là hiệu ứng vân tín, anh sẽ thay đổi lịch sử, anh sẽ trở thành một anh hùng. Còn nữa, pin của điện thoại của anh chỉ còn lại rất ít, có lẽ gửi cho em vài tin nữa là hết pin rồi. Chàng trai hiện đại vô tình xuyên không về thời Tam Quốc sẽ dùng kiến thức của thời hiện đại giúp đỡ Lưu Bị thống nhất Tam Quốc, thay đổi hướng phát triển của lịch sử. Sáng sớm ngày hôm sau, Lưu Bị đột nhiên nhận được tin, quan đứng đầu Kinh Châu là Lưu Biểu bệnh tình nguy kịch muốn chuyển Lưu Bị đến gặp. Ông định giao Kinh Châu lại cho Lưu Bị quản lý. Tất cả thuộc hạ đều cho rằng đây là cơ hội ngàn năm có một, khuyên Lưu Bị đồng ý với Lưu Biểu tiếp quản Kinh Châu. Nhưng Lưu Bị cho rằng mình chiếm tân giã không chịu đi đã là bất nhân bất nghĩa rồi nếu còn nhân cơ hội này chiếm luôn cả kinh châu chắc chắn sẽ bị người đời phỉ báng vậy nên ông kiên quyết để con trai lớn của lưu biểu là lưu kỳ kế vị đồng thời ra lệnh cho quân chờ sẵn đề phòng thái phu nhân trong đó có một mưu sĩ không hiểu rõ ràng lưu biểu đã lập di chiều rõ ràng rồi tại sao lại phải chịu kiến nữa từ ma tín nghe thấy vậy bèn giải thích ở quê ta vì tranh giành gia sản có thể làm ra bất kỳ hành động hèn hạ nào cho dù có lập di trúc vẫn có thể phá bỏ chuyện này được gọi là đường tâm phong bạo đường tâm phong bạo không sai vậy nên chuyện tranh giành gia sản không thể nào thoát ra khỏi khuôn khổ đường tâm phong bạo quả nhiên sau khi thái phu nhân biết tin lưu kỳ tiếp quản kinh châu cảm thấy vô cùng bất mãn bà ta lập tức bắt tay với đệ đệ tập hợp một lượng quân lớn chuẩn bị dùng võ lực để phò tá hai con trai mình là lưu trương kế vị may mà quân của lưu bị kịp thời đến nơi chiến đấu với chúng đội quân của lưu bị vô cùng mạnh cộng thêm cách dụng binh tài tình của gia cát lượng và tư mã tín đội quân của thái phu nhân bị đánh tan tác cùng lúc đó do mấy ngày nay trời liên tục đổ mưa, nước sông dâng lên cắt đứt liên lạc giữa Kinh Châu và Đông Ngô, Tào Tháo ở phía Bắc nhắm chuẩn thời cơ đích thân dẫn 50 vạn đại quân tiến xuống phía Nam, chuẩn bị giết chết Lưu Bị chiếm lấy Kinh Châu. Tình thế nguy cấp Lưu Bị hỏi Gia Cát Lượng nên công hay thủ, Gia Cát Lượng nói binh lực hai phía chênh lệch quá lớn, cố gắng tấn công hay phòng thủ đều không phải là cách hay, anh phải suy nghĩ một đêm mới có kết quả. Tư Mã Tín thấy vậy vội vàng gửi tin nhắn cho em gái hỏi Tào Tháo đánh Kinh Châu kết quả thế nào. Rất nhanh em gái đã tìm kiếm lịch sử gửi tin nhắn đến nói rằng lần này đại quân Lưu Bị bị thua thảm hại, cuối cùng dẫn theo đội quân còn sót lại rút về Giang Hạ cùng Tôn Quyền ở Đông Ngô liên thủ chống lại Tào Tháo. Tư Mã Tín lập tức bảo Lưu Bị triệu tập cuộc họp khẩn cấp, nói tình hình hiện tại vô cùng nguy hiểm, cách tốt nhất bây giờ là đưa quân rút về bảo toàn thực lực nhưng nhóm người lưu bị sau khi nghe xong không ai đồng tình với đề nghị này nói rằng họ đã phái người liên lạc với thái phu nhân cùng nhau hợp sức chống lại quân tàu cùng nhau phòng thủ ở kinh châu có lẽ sẽ có cơ hội thắng Tư Mã Tín thấy khuyên mãi không được chỉ đành bỏ cuộc. Một bên khác do số lượng binh sĩ bị thiếu, Lưu Bị hạ lệnh thả tất cả phạm nhân ra để tòng quân. Quân sư Hàn Lương nhân lúc hỗn loạn chạy đến quân doanh của Tào Tháo nói rằng mình hiểu rõ cách hành quân của Lưu Bị. Ông ta có thể giúp Tào Tháo đánh thắng Lưu Bị giành được Kinh Châu chỉ trong vòng 7 ngày. Tào Tháo nghe thấy vậy vô cùng vui mừng cho Hàn Lương là mật sứ của quân Tào. Tối đó Hàn Lương đến tìm Thái Phu Nhân nói rằng chỉ cần bà ta hợp tác với Tào Tháo bà sẽ có thể tiêu diệt được Lưu Bị đoạt lại Kinh Châu. Thái Phu Nhân không có đầu óc suy nghĩ lập tức đồng ý. Vào ngày sau đó đại quân của Lưu Bị liên tục bị đánh bại số lượng binh sĩ chết và bị thương rất lớn. Giả căn Lượng đoán họ đã mất thế chủ động bèn ủng hộ đề nghị của Tư Mã Tín cho rút quân về Giang Hạ. Nhưng lúc này các tướng sĩ nhao nhao lên, không được đi, phải đấu với tên tiểu nhân Hàn Lương đó đến cùng. Tào Tháo có 50 vạn đại quân đã làm sao? chúng ta chỉ cần có sĩ khí sẽ làm nên kỳ tích. Ở lại, cho dù ta chết trên chiến trường cũng không được hèn nhát. Tư mã tin thay thế nói rằng, sai, sai rồi, sai hết rồi. Lần này là Tào Tháo dẫn quân chứ không phải hạ hầu đôn, là 50 vạn chứ không phải 10 vạn, lấy đâu ra lắm kỳ tích thế. Còn nữa, rút quân không phải hèn nhát, mà là hảo hán không quan tâm cái thiệt trước mắt. Lúc này ra các lượng dứt khoát nói, chủ công không cần cân nhắc nữa, rút thôi sau khi cân nhắc kỹ lưỡng Lưu Bị quyết định rút quân nhưng lúc này đã lỡ mất thời cơ tốt nhất cộng thêm ông phải đưa người dân của cả thành rời đi vậy nên chỉ có thể chia binh ra ba đường một đội bảo vệ người già và phụ nữ đi trước đội thứ hai do Lưu Bị dẫn đầu đưa người dân cả thành đi đội thứ ba do võ tướng và binh sĩ tạo thành lớp phòng vệ cuối cùng Ra Cát lượng đoán được đại quân sẽ phái người chặn đường vậy nên họ không đi đường lớn ra lệnh cho toàn quân rút lui bằng đường núi bên phía Tào Tháo sau khi nhận được tin lập tức phái người lên núi tìm kiếm đội đầu tiên dẫn theo nữ quyến bị quân tàu đuổi kịp, phu nhân và con trai của Lưu bị đều rơi vào tay kẻ địch. Tăng nhu nhân lúc hỗn loạn chạy thoát thân đến gặp triệu vân. nhị phu nhân và thiếu chủ bị quân tàu tháo bắt đi rồi, ở đâu? ở núi Ngô đồng phía trước. Còn có chân của đại phu nhân bị thương, bây giờ đang trốn sau một tảng đá ở sườn núi. Ngài mau đi cứu họ đi. Đây là trận chiến nổi tiếng nhất của Trương Phi thời Tam Quốc. Trên cầu hét một tiếng đã khiến trăm vạn quân Tào sợ thụt lùi lại sau. Thấy truy binh chuẩn bị qua cầu đuổi theo đội quân của Lưu Bị, lúc này chàng trai xuyên không từ mã tin thấy cây cầu này có tên là Trường Bản, lập tức nhớ đến phân đoạn Trương Phi và cây cầu đứt ở trong phim, anh lập tức nhắc Trương Phi hét lên một tiếng. Xuân <laughs> vào một tiếng trước Lưu Bị dẫn theo bách tính trong thành chạy đến cầu Trường Bản nhưng lúc này Trường Liêu cũng dẫn theo gần một vạn quân đuổi theo Lưu Bị để người dân qua cầu trước khi hàng người đi qua cầu những bước chân đều nhau khiến cây cầu bị chấn động cây cầu dần xuất hiện vết nứt Lưu Bị thấy vậy bảo người dân bước loạn bước chân nếu không những người phía sau sẽ không qua được cầu Từ Mã Tín được học kiến thức thời hiện đại lên tiếng phản đối nói nhất thời cầu không gãy được chỉ có làm gãy cầu mới có thể cản được bước tiến của quân Tào. Không được, lúc nãy quân sư nói rồi, làm vậy cầu sẽ gãy. Người muốn làm gãy cầu, đúng rồi, mọi người làm theo đi. Giống như luyện binh ấy, đêm 1, 2, 1, 2 bước đều chân sang bên kia. Mọi người dùng hết sức, dẫm thật mạnh để đi qua cầu. Do phía sau có quan vũ và trương phi liều mạng chiến đấu hàng vạn quân tàu không thể nào vượt qua được, rất nhanh hàng vạn bách tính đã đi qua cầu, vết nứt trên cầu cũng ngày càng lớn hơn. Quan vũ thấy vậy vừa đánh vừa lui, sau khi chém chết ba tên lính tàu thuận lợi sang bờ bên kia. Lúc này một bên cầu chỉ còn lại một mình trương phi, chỉ thấy ông vung đao chém chết nhóm địch trước mặt, sau đó chạy thật nhanh qua cầu. Thấy truy binh sắp đuổi đến nơi, tư mã tín nhắc trương phi hét lên, cứ như vậy cây cầu lớn bị sóng âm tấn công lập tức gãy vụn. Quân tàu đang ở trên cầu không chạy thoát thân được bị rơi xuống sông, Trương Liêu thấy vậy, lập tức hạ lệnh rút quân, cuối cùng Lưu Bị cũng thoát khỏi nguy hiểm một bên khác đang nhu đến cầu cứu triệu vân anh một mình đến doanh trại quân tàu cứu nhị phu nhân và a đầu lúc này nhị phu nhân đang bị hai tên lính tàu sàn sỡ đột nhiên một cây thương lao đến sau đó triệu vân từ trên cao nhảy xuống giành lấy a đầu triệu vân dẫn theo nhị phu nhân vừa đánh vừa lui nhưng quân tàu ở xung quanh ngày càng nhiều giống như có giết thế nào cũng không hết nhị phu nhân biết tình hình lúc này vô cùng nguy hiểm cô ở bên cạnh triệu vân sẽ cản trở anh vậy nên nhân lúc anh không phòng bị cô chủ động lao vào thương của quân Tào trong giây phút cuối cùng bà ấy hét lên, A Đẩu không thể chết. Trong tình cảnh này, khả năng chiến đấu của Triệu Vân tăng lên gấp bội, không ngờ anh có thể từ trong đám quân tàu đông như kiến thoát được ra ngoài. Một bên khác Lưu Bị dẫn theo Bách Tính Tân Giã đến biên giới Giang Hạ. Lần hành quân này số lượng binh sĩ chết và bị thương chiếm hơn nửa. Lưu Bị bị đả kích, ông cảm thấy mình có lỗi với Bách Tính trong thành. Lúc này Triệu Vân cũng đưa đại phu nhân và A Đẩu quay về quân doanh sau khi biết tin nhị phu nhân chết trong tay quân Tào. Triệu Vân vì cứu A Đẩu xem nữa đã không thể quay về. Lưu Bị cảm thấy tức giận, tuyệt vọng ông ôm lấy a đầu định ném nó xuống đất Thằng nhóc vô tri này, xem nữa đã khiến ta mất đi một vị đại tướng, còn còn khóc nữa. Chủ công chuyện này không liên quan đến thiếu chủ là Tào Tháo bất nhân. Lúc này thám tử lại truyền tin đến do thái phu nhân đã mất đi giá trị lợi dụng nên hắn đã phái người chặn đường giết chết mẹ con bà ta. Bây giờ Tào Tháo đã hoàn toàn khống chế Kinh Châu, chắc chắn không lâu sau hắn sẽ dẫn quân tiến đánh Giang Hạ. Nguy hiểm lại chuẩn bị ập đến ra các lượng là người đứng đầu nhóm lưu sĩ, anh nghĩ nát óc cũng không tìm được kế sách xoay chuyển tình hình. Từ Mã Tín biết rõ lịch sử thấy vậy anh bèn đứng ra đề nghị lưu vị đến tìm tôn quyền liên minh chống lại tào tháo nhưng sau khi ông và gia cát lượng đến đông ngô mới phát hiện tôn quyền không hề xem trọng đám tàn quân của lưu bị hơn nữa bây giờ lưu bị không có ý muốn đánh đông ngô vậy nên tôn quyền lập tức từ chối liên minh tư mã tín không chịu bỏ cuộc sau khi thăm dò anh biết tôn quyền thích chơi phố phường vậy nên anh đã sáng tạo ra trò đấu địa chủ để nhắc nhở ông tầm quan trọng của việc liên minh quả nhiên tôn quyền tham chơi lập tức mê trò chơi mới lạ này tư mã tín để cho ông vui nên cố ý nhường không ra bài Nào ngờ tôn quyền có khả năng nhớ rất kỹ hỏi anh tại sao đánh được mà không ra bài rõ ràng người cố ý nhường ta người không công bằng không nghiêm túc cho với ta ta chỉ tội người. Tư Mã Tín không nhường nữa liên tục giành chiến thắng. Ba người có trí thông minh cao nhất Tam Quốc lần đầu tiên cảm thấy tuyệt vọng. Đúng vào lúc này, mưu sĩ của gia cát lượng là Thôi Châu Bình cầm được bài đẹp cứ tưởng rằng ván này chắc chắn thắng. Nào ngờ mới mở ván gia cát lượng đã đánh ra cái bài anh không có. Thôi Châu Bình bực bội vì bài đẹp vậy mà đánh vẫn thua. Tư Mã Tín vội vàng mượn đề tài này để phát huy nói rằng danh bố trí giỏi hơn. Gia cát lượng cũng mượn đề tài nói Thôi Châu Bình giống như Tào Tháo ở phía Bắc có thế lực lớn lớn mạnh và vì những người còn lại là lưu bị và tôn quyền nói rằng chỉ cần bọn họ liên minh sẽ có thể đánh thắng tào tháo chuyển bại thành thắng có lần chứng minh thực tế này tôn quyền bị thuyết phục nhưng nhất định có liên minh hay không còn phải xem ý kiến của một người khác đó chính là đại đô đốc chu du ngày hôm sau tôn quyền gọi chu du đến chơi cùng thứ cho tại hạ kém hiểu biết trò này ta chưa từng chơi bao giờ không biết chơi cũng không sao nói chung trò này vui lắm do mấy đầu chơi không quen với luật chơi chu du bị ba người lần lượt tấn công thua liên tiếp vài ván lúc này từ mã tín có được bài vô cùng đẹp nhưng vẫn không thể chiến thắng dù có chút tức giận nhưng rất nhanh từ mã tín đã nhớ ra nhiệm vụ của mình lần này anh giải thích rằng mình chơi với những người đứng đầu đứng thứ hai tam quốc Cộng thêm bọn họ biết cách liên minh với nhau nên anh thua cũng là chuyện thường tình. Sau lần đánh bài này, Chu Du cũng cảm thấy hứng thú với việc liên minh, nhưng ông vẫn đề nghị phải đến Giang Hạ kiểm tra tình hình đã rồi mới đưa ra quyết định. Sau khi đến Giang Hạ, ông phát hiện mặc dù người dân ở đây sống vất vả, nhưng trên mặt họ lúc nào cũng hiện diện nụ cười hạnh phúc. Họ đối với Gia Cát Lượng vô cùng kính trọng. Nhưng khi Gia Cát Lượng giới thiệu cho họ Chu Du, người dân đều nói chưa bao giờ nghe thấy cái tên này. Chuyện này khiến Chu Du có chút không vui. Đến tối hai bên uống rượu vui chơi, trong bữa tiệc để góp vui cho mọi người, Trương Phi chủ động đề nghị giao lưu võ thuật với Chu Du. Hai bên đánh nhau 10 hiệp bất phân thắng bại. Mọi người liên tục khen ngợi Chu Du văn võ song toàn là người lợi hại. Như vậy mới khiến ông cảm thấy thoải mái hơn. Sáng ngày hôm sau, Gia Cát Lượng vội vàng đến tìm Chu Du nói rằng con trai của Tào Tháo là Tào Thực, là một bài thơ nội dung nói rằng Tào Tháo chuẩn bị cho xây đài đồng tước. Đợi sau này đánh bại Chu Du sẽ đưa Đại Kiều và Tiểu Kiều vào trong đồng tước đài để an hưởng tuổi già. Tào Tháo thật quá đáng, ngay cả phu nhân của ta cũng dám dòng ngó hắn dám đe dọa thiên tử ra lệnh cho chư hầu vốn gì đã là một kẻ không biết liêm sỉ người này ma chê quỷ hơn ai ai cũng muốn giết chủ du tức giận liền đứng về phe lưu bị tào tháo biết tin cũng dẫn hàng trăm vạn quân tiến về phương nam chuẩn bị nổ ra trận quyết chiến với chu du bạn nhất định sẽ không ngờ một trong những mưu kế xuất sắc nhất trong đời ra cát lượng đó là thuyền cỏ mượn tên chính là nhờ một chàng trai xuyên không nghĩ ra không lâu trước đó tôn quyền lưu bị liên minh với nhau chu du bất mãn ra cát lượng ngồi cùng hàng với mình Thế là cố ý gây khó dễ cho anh. Trong một tháng tạo ra 100.000 cung tên, một khi ra cắt lượng không thể hoàn thành, mượn cớ này để đánh đổ vị trí quân sư của anh chúng ta liên minh là hợp tác với nhau bù đắp khuyết điểm của nhau. Nếu quân sư từ chối chuyện làm cung tên, ta không biết Ngô Hầu sẽ nghĩ như thế nào. Liệu hắn có nghĩ việc liên minh là sai lầm? Lưu Bị và mọi người biết được chuyện này cho rằng đây là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Lúc này Trương Phi đề nghị đến Ích Châu mua cung tên, công tôn võ với quan vũ có quen biết nhau. Với lại mấy năm nay không có chiến tranh, cho nên 100.000 cung tên nhất định sẽ có. Hôm sau Tư Ma Tín bọn họ đi đến Ích Châu, công tôn võ biết được mục đích của họ cũng rất hào phóng. Nhưng khi quan vũ bắn thử thì phát hiện chỉ bắn trúng bia trong 100 bước, một khi quá 100 bước sẽ không trúng bia. Thì ra Ích Châu nằm sâu trong rừng không có chiến tranh trên biển, cho nên thân tên đều dùng gỗ thanh nam làm nên, trọng lượng quá nhẹ không hợp để tác chiến từ xa. Gia Cát Lượng biết chuyện mua tên không thành đâm ra lo lắng, thời gian một tháng sắp quá một nửa, nếu không hoàn thành Chu Du nhất định gây khó dễ. Ở bên này, Tư Mãn Tín cũng đang nhớ lại lịch sử anh bỗng này ra sáng kiến từ cây mía dân làng cho. Mượn tên, mượn cung tên. Không phải khổng minh mua cung tên mà là khổng minh mượn cung tên. Để nói gì vậy? Mượn cung tên, mượn của ai? Mượn Tào Tháo. Anh vội gửi thư bổ câu nói kế sách thuyền cỏ mượn tên cho Gia Cát Lượng, nhưng mấy ngày sau mưa xối xả. Lúc Gia Cát Lượng nhận thư thì chữ đã mất sạch, để đã nghĩ ra được kế sách chỉ cần. Bây giờ gửi thư bồ câu cho Tư Mã Tín không kịp nữa. Gia Cát Lượng cầm tờ giấy cả đêm không ngủ, ông bắt đầu dùng cách suy nghĩ của Tư Mã Tín để giải quyết vấn đề. Thế là tham khảo cảng Nam thập bát thức mà Tư Mã Tín hay dùng, cuối cùng nảy ra sáng kiến. Sau đó ông quan sát bầu trời phát hiện sáng hôm sau sẽ có sương, thế là dặn dò binh lính làm 5.000 người cỏ trong một ngày, chất hết lên 200 con thuyền, khi sương nổi lên sẽ bắt đầu tấn công quân tàu truyền lệnh toàn bộ thuyền cỏ tiến đến chỗ quân tàu trương liêu nhìn qua lớp sương mờ thấy rất nhiều người trên thuyền nghĩ rằng quân địch đánh úp thế là hạ lệnh toàn quân bắn tên tấn công trong nhất thời cung tên từ bốn phía lao đến ghim chặt lên người cỏ ra các lượng thấy cũng đã được một thời gian dặn dò binh lính quay thuyền Trường Điều lập tức hạ lệnh đuổi theo bắn tên, đợi khi sau lưng người cỏ ghim đầy tên ra các lượng lệnh cho binh lính, đa tạ thừa tướng cho mượn tên, hoàn thành nhiệm vụ xuân sẻ, tôn quyền khen ra các lượng liệu sự như thần đến nay tào tháo tổn thất mấy trăm nghìn cung tên, thực lực giảm sút. Chính lúc này là thời cơ tấn công, thế là chọn khai chiến với tào tháo ở xích bích. Trận xích bích cuối cùng cũng đến. Chu Du lần này càng thêm đố kỵ với Gia Cát Lượng đúng lúc đó phu nhân Tiểu Kiều đến. Bà thiết kế áo choàng để Chu Du lên trận càng thêm oai phong. Còn Hoàng Nguyệt Anh đem bản thiết kế con bò gỗ cho Gia Cát Lượng. Nó có vận chuyển lương thảo đến xích bích sẽ nhanh hơn. Tôn Quyền thấy vậy cũng mỉa mai Chu Du. Mọi người đều có phu nhân. Phu nhân Gia Cát biết làm con bò gỗ. Con phu nhân của người chỉ biết làm áo choàng. Khác biệt lớn như vậy đánh trận quan trọng nhất là thực tế. Chu Du mất hết lòng tự tôn để Gia Cát Lượng không vượt hơn mình hẳn âm thầm nói địa chỉ ra Cát Lượng làm bò gỗ cho Tào Tháo muốn mượn tay của hắn để diệt trừ ra Cát Lượng. Ra Cát Lượng đang thử nghiệm bò gỗ biết được tin dưới chân núi có quân Tào để bò gỗ không rơi vào tay quân Tào chỉ đành thiêu hủy toàn bộ. May mà lần này đi cùng còn có chiến thần triệu vân, Y Sung Phong đối đầu với địch đợi Quan Vũ đưa cứu viện đến. Ra Cát Lượng biết Chu Du đứng sau chuyện này việc đầu tiên sau khi thoát nạn chính là cảnh cáo hắn. kẻ địch chung của bọn họ chỉ có một mình Tào Tháo nếu muốn tiếp tục hợp tác thì đừng chơi xấu nữa. <laughs> Lão già này ỉ tuổi cao ta đây cố ý trách mắng Tôn Quyền bất tài trước mặt Lưu Bị, còn khen Tôn Sách lợi hại chừng nào. Bao năm nay Tôn Quyền luôn sống dưới cái bóng của Tôn Sách, lời của lão già khiến y không thể nhịn được nữa. sau đó quay người rời đi cho Chu Du thu dọn tàn cuộc. Lão già thuộc gia tộc lớn, với lại bốn đứa con trai còn nắm binh quyền trong tay. Tin này một khi truyền ra ngoài sẽ gây ra nội loạn, bây giờ chính là thời cơ quan trọng liên minh Lưu Bị đối đầu Tào Tháo. Gia Cát Lượng và Lưu Bị đều muốn giữ bí mật tôi đó chu du và thân tín chôn xác lão già nào ngờ cảnh này bị tư mã tín nhìn thấy anh biết chu du luôn đố kỵ với gia cát lượng nghi ngờ có phải lần này lại làm chuyện gì xấu thế là liền nói chuyện này cho gia cát lượng nhưng gia cát lượng không giải thích chỉ dặn anh đừng lo chuyện bao đồng hôm sau con trai của lão già đến tìm tôn quyền đòi người chu du và tôn quyền nói lão già hôm qua rời đi còn nói sẽ đến quan triều có khi xảy chân rơi xuống nước bảo y mau cho người chèo thuyền đi tìm tư mã tín ở bên cạnh nghe xong nhận ra lão già nhất định ở trong giường gỗ đứng dậy chỉ trích Chu Du nói điều, nói rằng mình hôm qua tận mắt nhìn thấy hắn lén lút chôn gì đó ở sau núi. Tôn Quyền hết cách chỉ đành đương người đào dương gỗ lên. Tư Mã Tín cứ tưởng lần này Chu Du chết chắc rồi, nào ngờ mở dương gỗ ra thì bên trong là người dơm có ghi tên Tào Tháo. Chu Du giải thích đây chính là một loại tà thuật thời cổ đại, có thể giúp quân ta đánh bại quân Tào. Còn Tư Mã Tín lại vụ oan làm loạn lòng quân, mong Tôn Quyền trừng tội anh. Lưu Bị đứng ra nói tuy Tư Mã Tín hành sự lỗ mãng, nhưng việc làm cũng vì đại cục. Nói xong liền cầm gậy trừng phạt, đánh cho đến khi tôn quyền hài lòng thì thôi. Dừng tay, chuyện này dừng ở đây. Tư Mã Tín, ngươi nghe đây. Ngươi quay về phải suy nghĩ lại bản thân. Nhưng Tư Mã Tín không những không dừng tay mà cho rằng dương gỗ lúc đầu cần hai người nhất, mà người dơm một người khiêng đã đủ rồi. Cho nên suy đoán Chu Du đã đánh cháo, thế là mua chuộc thị nữ của Chu Du để điều tra. Nào ngờ lại bị hắn bắt tại trận. Lần này tôn quyền không bỏ qua cho anh nữa cách cách lưu bị đánh lấy chuyện liên minh để uy hiếp mới giữ được mạng cho tư mã tín nhưng cũng đồng ý với tôn quyền đuổi tư mã tín khỏi giang hạ Hôm sau Gia Cát Lượng tiễn Tư Mã Tín lên đường và dặn đến nhờ vả công tôn vũ ở Ích Châu. Kết quả Tư Mã Tín vừa đến Giang Hạ đã bị truy binh Chu Du phải đến truy đuổi. Chu Du vẫn không muốn tha cho kẻ biết sự tình rời đi. May mà nửa đường gặp được đại phu nhân Lưu Bị, bà cầm chân truy binh nên mới giúp được Tư Mã Tín thoát được. Nhưng anh vẫn chưa đến Ích Châu thì đã bị thuộc hạ của Hàn Lương tóm được. Hàn Lương từ lúc biết Tư Mã Tín đắc tội với tôn quyền định lôi kéo anh đứng về phe Tào Tháo. Một là vì anh nắm tình hình nội bộ của liên minh Lưu Bị trong lòng bàn tay, hay là anh quả thực là một nhân tài, nhưng Tư Mã Tín không muốn câu kết với hắn nên đã từ chối. Hàn Lương tức giận quát lớn, ta mời ngươi đến, ngươi tưởng đi được sao? Vì ta đệ tiến cử ngươi với thừa tướng Tào Tháo rồi, ngươi phải nói ra sự tình của Giang Hạ với Đông Ngô ra, công kế sách cho Tào thừa tướng. Suy nghĩ của Tào thừa tướng rất đơn giản, ngươi không giúp hắn chính là kẻ địch của hắn. Cách đối phó kẻ địch của hắn rất đơn giản, chính là dồn kẻ địch vào đường chết. Sau đó Hàn Lương tiến cử Tư Mã Tín trước mặt Tào Tháo, nói tài trí của anh không kém ra cát lượng, đến cả thuyền cỏ mượn tên trước đó cũng là do anh nghĩ ra. À, mắt nhìn người của Tào Tháo rất hiểm độc, biết lời Hàn Lương nói là thật, nhưng Tư Mã Tín trông có vẻ rất trung thành với Lưu Bị, thế là định bắt người anh quan tâm nhất để uy hiếp. Đó chính là tang Nhu, Hàn Lương nói với Tư Mã Tín rằng, thưa tướng thật quan tâm thuộc hạ, biết ngươi nhớ nhung Tăng Nhu cô Nương liền phái người đưa nàng ta đến gặp ngươi chuyển cảnh lúc này tư mã tín đang nói chuyện với gia cát lượng rằng tam quốc thuộc về tư mã ý gia cát lượng ngạc nhiên hỏi lại tam quốc thuộc về tư mã ý là có ý gì tư mã tín tiếp tục nói hắn tiên đoán tào tháo tôn quyền lưu bị đánh đi đánh lại kết quả biến thành ba nước ngụy thục ngô ba nước này sau này bị một người tên tư mã ý chiếm trọn gia cát lượng vô cùng ngạc nhiên vì ông chưa từng nghe đến cái tên tư mã ý Chàng trai xuyên không về thời Tam Quốc đã kể ra kết cục cho Gia Cát Lượng muốn ngăn chặn trận chiến xích bích, thay đổi lịch sử. Mặc dù Gia Cát Lượng còn nghi ngờ nhưng nhớ những chuyện tư mã tín tin đoán trước đó đều đúng sự thật, cũng đành phải tin lời anh nói. Không lâu trước đó Tư Mã Tín bị Tôn Quyền truy sát, hết cách chỉ đành đầu quân cho Tào Tháo để cho anh tận tâm tận lực giúp mình. Tào Tháo bắt người yêu tang nhu của Tư Mã Tín, ép anh nghĩ ra cách đánh thắng trận xích bích. Còn kế sách của Tư Mã Tín là đình chiến một năm. Binh lực của bọn họ hiện giờ mặc dù gấp 10 lần lưu bị, nhưng trong đó chẳng mấy ai hiểu về thủy chiến, cho nên phần thắng không có bao nhiêu. Nếu đình chiến một năm để huấn luyện thủy quân, đến lúc đó phần thắng sẽ gấp 10 lần. Tào Tháo nghe xong thấy cũng có đạo lý, nhưng đình chiến không do hắn quyết định được. Nếu Tôn Lưu không đồng ý cũng chỉ đành liều mình. Từ mã tín tự đề cử nói mình có thể gặp mặt ra cát lượng với thân phận mật sứ của Tào Tháo, khuyên bọn họ đình chiến. Hôm sau hai người gặp nhau ở Ích Châu, ra cát lượng cho rằng với tình hình hiện tại thủy quân của Tào Tháo không bằng thủy quân Đông Ngô. Trong tình hình có phần thắng lớn như vậy, cho dù ra cát lượng đồng ý tôn quyền cũng không đình chiến. Từ mã tín hết cách chỉ đành tiết lộ kết cục của Tam Quốc, nói rằng ba phe đánh tới đánh lui cuối cùng được lợi nhất vẫn là người tên Từ Mã Ý từ mà ý là ai chưa từng nghe qua hắn là quan văn của Tào Tháo là một quan nhỏ ta không muốn Huynh với Thục của chủ công bị hắn chiếm trọn nếu không đánh trận xích bích thì sẽ khác lịch sử sẽ thay đổi có khi Huynh với chủ công sẽ thống nhất thiên hạ giac Cát lượng lựa chọn tin lời tư mã tín quay về đông ngô liền cùng lưu bị bàn bạc chuyện đình chiến cho tôn quyền nghe không ngờ chu du lên tiếng đàn áp chỉ trích bọn họ hẹn gặp riêng tư mã tín có phải định phản bội liên minh đầu quân cho tào tháo lưu bị vội giải thích chống tào là mục tiêu chung của bọn họ lần này chỉ muốn đôi bên đình chiến một năm bồi dưỡng cho thủy quân nhưng khi niềm tin xuất hiện vết nước sẽ không thể khôi phục tôn quyền cho rằng bọn họ muốn hãm hại mình nói gì cũng không đồng ý đình chiến đồng thời mọi tin tức liên quan đến trận xích bích sau này sẽ không tiết lộ cho bọn họ nữa. Ở bên này, Tào Tháo biết tin Tôn Quyền không chịu đình chiến liền nổi giận, lập tức tập kết trăm vạn quân tiến đánh Đông Ngô. Từ mã tín biết trận này của Tào Tháo át bại, đến lúc đó anh với Tăng Nhu nhất định không giữ được tính mạng. Vào lúc anh khổ nào em gái ở thời hiện đại gửi tin nhắn nói tiến sĩ Tào nghiên cứu lịch sử nói rằng cho dù thế nào lịch sử cũng không thể thay đổi. Nhưng mà có một tin tốt là tháng 12 năm nay, Tam Quốc sẽ xuất hiện hiện tượng thiên văn, đến lúc đó có cơ hội quay về hiện đại. Nhưng có một điều kiện đặc biệt, mà điều kiện chính là nhiệt độ cao, cả một vùng trong vòng 10 dặm đều trên 50 độ, lúc đó chỉ cần anh đến môi trường nhất định là được. Đúng lúc đó điện thoại sập nguồn màn hình thì bị hư, từ mã tín chỉ biết địa điểm có hai bộ thổ, một lúc lâu cũng không đoán được địa điểm cụ thể. Lúc này Tăng Nhu bưng một ly trà hoa nhài cho anh. Từ mã tín nhanh chín nghĩ ra bộ thổ chỉ là nửa phần, với kết hợp lại chỉ có một nơi. Xích bích chính là xích bích, thổ thổ là xích bích. Khi lửa đốt xích bích, xích bích trong vòng 50 giảm sẽ nóng đến 50 độ. Đúng rồi, là môi trường nhiệt độ cao muội cứu ta rồi. Từ mã tín nghĩ thông suốt rồi, nếu lịch sử không thể thay đổi vậy thì anh sẽ cùng Tăng Nhu quay về cuộc sống hiện đại. Mặc dù Tăng Nhu không hiểu anh nói gì nhưng vẫn lựa chọn đi theo anh. Cùng lúc này Chu Du cũng bắt đầu lên kế hoạch tác chiến. Hắn cùng Hoàng Cái giả vờ bất hòa trước mặt mọi người. Hoàng Cái tức giận đem đương thảo đầu quân cho Tào Tháo. Tào Tháo đồng ý thu nhận y. Nhưng Hàn Lương lại cho rằng người của Đông Ngô liên tiếp đầu hàng, hiển nhiên có điều chẳng lành, thế là nhốt vào Đại Lào tra tấn trước. Thực chất là lo có thêm một quân sư cướp vị trí của mình mà thôi đây là trận chiến gay cân nhất trong lịch sử tam quốc ra cắt lượng thiêu liên hoàn thuyền của đội quân tào tháo nhưng vào đêm trước lúc xuất phát có hiện tượng lạ gió đông bỗng nhiên dừng lại phản sự đã chuẩn bị chỉ thiêu gió đông chuyện này là do mấy ngày trước trong danh trại tào tháo từ mã ý vô danh đến bài kiến tào tháo tam quốc chính là bị tên này diệt mất lợi hại vậy sao từ mã tín xuyên không trở về cuối cùng đã hóa trở thành từ mã ý thống nhất tam quốc không ngờ hai tập cuối từ mã ý hàng thật lại chạy ra hai người vừa gặp mặt nồng nặc mùi thuốc súng vì họ đều cùng họ từ mã tư mã ý hỏi tư mã tín chuyện ở quê kỳ châu nói kỳ châu có thanh phượng lâu rất nổi tiếng hễ là danh nhân học giả đều đến tìm rượu làm nhạc chắc hẳn tư mã tín cũng không ngoại lệ tư mã tín xuyên không về có bao giờ đến thanh phượng lâu chỉ nói nghe danh đã lâu nhưng chưa từng đi Tư Mã ý lập tức thay đổi sắc mặt, thanh phượng lâu là do hắn bịa ra, không ngờ lại dễ dàng nhận ra Tư Mã tín đang nói dối. Hắn quay người đi tìm Tào Tháo, nghi ngờ Tư Mã tín là được Lưu Bị phái làm gián điệp. Tào Tháo vốn đang nghi lập tức nhốt Tư Mã tín vào đại lao, nếu không có ích cho mình thì giết cho rồi. Vào lúc đào kề trên cổ Tư Mã tín cũng nhớ ra chi tiết của trận chiến xích Bích, anh nói mình có kế tất thắng, nhất định giúp Tào Tháo đánh bại liên minh Lưu Bị. Tần Vũ thấy anh không giống như đang nói dối liền đưa anh đi gặp Tào Tháo. Từ mã tín biết quân Tàu đều là người phương Bắc, cho nên sẽ có hiện tượng sai thuyền. Nhưng chỉ cần liên kết toàn bộ thuyền bằng dây sát rồi trải bàn gỗ lên thuyền và giữa các thuyền binh lính đi bên trên giống như đi trên mặt đất. Đây vốn là kế của bàng thống, nhưng bây giờ y bị hàn lương nhốt lại vì vậy đã bị từ mã tín nói trước. Tào Tháo nghe xong liền mừng rỡ, cho rằng đây là cách nâng cao sức chiến đấu của đội quân. Lúc này từ mã tín nhân cơ hội đưa ra yêu cầu, đến lúc đó anh muốn đưa Tăng Nhu cùng lên chiến trận, thực chất là chuẩn bị quay về hiện đại. Tuân quyền ở bên này biết kế thiết tỏa liên hoàn của Tào Tháo liền giao binh quyền cho Chu Du để hắn điều động binh mã làm tốt chuẩn bị. Chu Du vì để dành hết công lao dẫn dò Lưu Bị chỉ được đợi ở bên ngoài xích bích phụ trách những việc nhỏ nhặt. Chủ dù thật ích kỷ biết rõ có quân ta tham gia cộng với hai vị tướng quân anh dũng thiện chiến phần thắng nhất định tăng lên hắn chỉ muốn độc chiếm công lao đội quân hai phe đã sẵn sàng ngắm phần thắng trong tay tiến đến xích bích quân tàu vừa đi được nửa đường thì thấy có hiện tượng lạ từ mã tín ngẩng đầu nhìn giống hệt lúc anh xuyên không về trong lòng mừng thầm có thể quay về hiện đại rồi từ mã tín nhìn mặt người hình như biết sẽ xảy ra chuyện gì đây gọi là quỷ khóc thần kêu đến ông trời cũng biết trận chiến này rất kinh khủng ông trời đang khóc cho tôn quyền và lưu bị. Còn Chu Du bên này biết chuyện không lành, vì bọn họ cần gió đông thì giờ lại không có. Đến lúc Hoàng Cái giả vờ đầu quân, trầm thuyền chở dầu xong, lửa không thể lan đến thuyền quân Tào Tháo được. Khi Tào Tháo phản ứng lại, Đông Ngô nhất định thất bại. Tôn Quyền hết cách chỉ đành tìm ra cát lượng, nhưng thời tiết bất thường ông cũng hết cách. Thấy thời cơ tốt đã lỡ, Chu Du định lấy chết đền tội. Thần biết tội. Ngô hầu giết soái trước trận sẽ ảnh hưởng lòng quân, giết một tên chủ soái bất tài sẽ phân chân chi khí. Ngô hầu. Và lúc này bầu trời có hiện tượng lạ, ra cát lượng phát hiện trong sách cổ tây có ghi chép là hiện tượng đổi gió đông lập tức nói rằng hãy để bản thân thu dọn tàn cuộc nếu tình thế đã đến bước này ta giao cho ngọa long tiên sinh thử truyền lệnh hoàng cái xuất phát thiêu liên hoàn thuyền trên quyết chiến của tôn quyền lưu bị và tào tháo cũng nổi ra hoàng cái vốn giả vờ đầu quân cho tào lên kế hoạch thiêu liên hoàn thuyền bên tào tháo nhưng gió đông lại ngừng thổi gió đông dừng lâu như vậy sẽ không sai sót chứ không đâu lịch sử sẽ không thay đổi đúng lúc đó ra các lượng quan sát bầu trời phát hiện trong sách cổ tây vực có ghi chép đây là hiện tượng gió đông sắp đến để phân chấn lòng quân ông làm lễ cầu gió sau một hồi múa may quay cuồng trên trời bỗng đổi màu gió lại lần nữa nổi lên cùng lúc đó hoàng cái nhận được tín hiệu liền tiến công quân tào hoàng cái đến rồi hắn đưa quân lượn Đông Ngô đến đầu quân rồi, thuyền chở quân lương vừa nặng vừa vững sao lại đi nhanh như vậy? Thuyền chở đầy dầu gặp phải lửa liền bốc nổ, lao về phía đội quân của Tào Tháo, cộng với gió đông thổi ngọn lửa lây lan nhanh chóng, thấy trận quân Tào chìm trong biển lửa, Liên Minh Tôn Quyền không tốn chút công sức nào đã đánh bại Tào Tháo. Mơ xanh nấu rượu chuyện hôm nay ở ngay trước mắt, chúng ta đợi ngày này đã đợi 8 năm trời, huynh đệ tốt, lập tức cho quân qua sông truy sát Tào Tạc lúc này tôn quyền hạ lệnh toàn quân qua sông truy đuổi quân tàu và khen ra các lượng tính toán như thần trận chiến này nhờ gió đông ông trở thành công thần lớn nhất khiến chu du khóc không ra nước mắt lòng dạ dai dứt cùng tâm trạng với hắn còn có tào tháo trận chiến xích bích hắn bại trận thê thảm bây giờ bị đánh tơi bời cuối cùng được toán quân hộ tống thoát mạng nào ngờ nửa đường bị quân lưu bị mai phục quan vũ hạ lệnh binh lính phóng tên tào tháo thê thảm dùng hàn lương đỡ tên nên mới sống sót quan vũ thấy vậy cũng không đuổi cùng giết tận hắn vì một khi tào tháo mất mạng đồng ngô sẽ thuộc về một một nhà. Đến lúc đó bản thân bọn họ cũng không dễ sống sót. Cuối cùng Tào Tháo đưa theo vài chục binh lính bỏ chạy. Kết quả đúng lúc bắt gặp Từ Mã Tín đang định quay về hiện đại. Từ Mã Tín người hiền kế tất thắng, dùng kế liên hoàn thuyền hại thủy quân ta thất bại. Ta phải giết người, từ mã tín vội nhặt vũ khí dưới đất chống lại. Vào lúc sắp mất mạng, may mà lúc này Phạm Căn đưa theo một đội quân đến đánh lùi Tào Tháo. Hàn Nguyên vài câu Phạm Căn đưa binh đuổi theo không biết hôm nay là lần cuối hai người gặp mặt nhau. Phạm Căn đừng học theo ta, trở thành nam nhân tốt, trượng phu tốt. Thật ra huynh rất tốt lúc này trên trời xuất hiện ánh sáng trái mắt đường hầm thời gian không gian xuất hiện từ mã tín và tang nhu chạy lại anh sẽ đưa cô đến thời hiện đại đây là gì vậy đi vào rồi sẽ đến quê hương của huynh tin huynh đi ta tin huynh nghĩ đến việc đưa cô nương cổ đại về hồng kông từ mã tín cười không ngậm được mồm sau đó hai người cùng đứng dưới vòng sáng từ mã tín mất trọng lực bị đường hầm hút lên còn Tang Nhu đứng im dưới đất không nhúc nhích. Hai người nắm chặt tay nhau không rời nhưng lực hút của đường hầm quá lớn cuối cùng chia cắt hai người. Cùng lúc đó ở Hồng Kông thấy hiện đại bầu trời xuất hiện một vệt sáng sau đó từ mã tín từ trên trời rơi xuống. Cầu thanh mã Hồng Kông mình về Hồng Kông rồi mình về Hồng Kông rồi vui vẫn chưa được 10 giây từ mã Tín nhớ lại tang nhu vẫn còn ở tam quốc mà lòng đau như cắt anh chạy đi tìm xung quanh nhưng đến bóng dáng của tang nhu cũng không thấy đâu vì quá sốc nên ngất đi khi tỉnh lại thì đã nằm trong bệnh viện để không làm bố mẹ lo lắng nên anh đã không nói chuyện xiên không cho bọn họ chỉ nói để trốn bị bắt nên đã chạy đến đông nam á cả gia đình cách biệt hai năm ôm chầm lấy nhau từ mã tín quay về lên mạng tìm lịch sử liên quan đến mình và tang nhu kết quả chẳng có ghi chép gì hôm sau anh tìm đến tiến sĩ tào chuyên nghiên cứu về lịch sử để hỏi tiến sĩ tào nói rằng tam quốc cách bây giờ quá xa nhân vật nổi tiếng lúc đó như gia cát lượng chu du lịch sử ghi chép đều rất ít ỏi huống chi anh chỉ là một mưu sĩ nhỏ bé từ mã tín lại hỏi ông liệu còn có cơ hội xuyên không trở về trên thực tế thì có thể chỉ cần giống lần trước, gặp được gió lớn 500 năm xuất hiện một lần, đường hầm thời gian sẽ mở ra. Từ mã tín nghe xong liền ủ rũ, 500 năm xuất hiện một lần e rằng cả đời này của anh cũng hết cơ hội rồi. Trải qua chuyện này tính cách của từ mã tín thay đổi hẳn, anh quan tâm đến quán ăn của gia đình hơn. Trước mắt 15 năm trôi qua, quán ăn giờ đây đã thành một chuỗi cửa hàng. Bao năm nay anh vẫn cô đơn một mình, mỗi ngày đều theo dõi thời tiết. Trong văn phòng cũng trang trí những đồ thời Tam Quốc, ở giữa là một bức tranh của Tang Nhu. Hôm đó anh tình cờ xem được video cửu thiên huyền nữ từ trên trời đáp xuống, bóng lưng rất giống tang nhu. anh vụ đến đó tìm cô ấy thì phát hiện đây là thủ đoạn thu hút khách du lịch mà thôi. Các người lừa tiền không từ thủ đoạn, tại sao lại cho tôi hy vọng giả chứ? Tôi mong chờ 15 năm, đợi chờ 15 năm đằng đẵng, các người có biết tôi muốn gặp cô ấy nhiều đến nhường nào không? trước mắt lại 15 năm trôi qua từ Mã Tín vì quá lao tâm khổ tứ nên mắc bệnh tim. Hôm đó anh bỗng phát hiện thời tiết bất thường, cơn bão kình ngư 500 năm xuất hiện một lần tiến đến Hồng Kông, giống hệt lúc anh xuyên không về thời Tam Quốc, thế là liền lái xe đến nơi từng xuyên không trước kia. Đúng rồi, 30 năm trước chính là như thế này. Quả nhiên trời không phụ lòng người, trên trời xuất hiện đường hầm thời gian không gian. Từ Mã Tín vui mừng, nhịp tim tăng lên, sau đó lên cơn đau tim, anh nén cơn đau đi về phía ánh sáng, cuối cùng vẫn gục xuống đất, nhưng anh vẫn không từ bỏ từ từ bò lên trước, những chuyện thời Thời Tam Quốc từng xảy ra hiện lên trong đầu anh, cô là ai? Ta là Tang Nhu, chúng ta yêu đương tự do chính là năm thích ai thì lấy người đó, nữ thích ai thì gả cho người đó, yêu đương tự do. Trong tương lai của muội ta từng gặp người đó rồi, đẹp trai lắm có thể sánh với ta. Tang Nhu ta rất thích muội, muội nghe thấy không? Ta đưa muội đi cùng, ta đưa muội đến quê hương của ta. Tăng Nhu bên đó có thể quay về quê hương của ta, Vân Tín đại ca. Cách về sáng chưa đến 10 mét từ Mã Tín không thể bò lên nổi. Trong suốt 30 năm nay, anh ngày đêm mong nhớ Tăng Nhu nhưng cuối cùng vẫn không đợi được ngày đó. Ngay chỉ lúc này có một nữ nhân cổ đại đáp xuống, khi lại gần thì đó chính là Tang Nhu. Cô chậm chậm đến trước mặt Tư Mã Tín, nước mắt không kìm được lan xuống. Đường hầm thời gian đóng lại, vẫn mệnh thật biết trâu người. Tang Nhu ở lại thời hiện đại không còn Tư Mã Tín bộ phim đến đây là kết thúc. Bộ phim này có tên là Trở về Tam Quốc. Các bạn có thấy bộ phim này có hay không? Nếu thấy hay thì hãy bình luận số 1, thấy cũng bình thường thôi thì bình luận số 2. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của bọn mình. Xin chào và hẹn gặp lại!